Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Thịnh, ở đây càng về chiều càng thơ mộng ha. Chưa hết đâu, đợi tối trăng lên á, mày sẽ thấy nét huyền diệu của núi đồi, lung linh của sóng biển. Trời ơi, mày nói chuyện trữ tình giống như cái chòi văn à. Nhìn kìa. Đâu? Đó. Đó, dưới tao đó. Mỗi lần mà tao về đây là tao có cái khám phá mới lạ. Ê, thấy rồi, đã quá. Mày thấy gì? Đã quá. Mày thấy cái gì? Con cá. Con cá đâu? Con gái chứ con cá hồi nào? Trời ơi, con cá nó cắn câu thì nè, kéo nó lên, kéo lên. Con cá. Giật lên, nè lên. Trời ơi, bự quá. Trời ơi, con cá này mà chân tường lạng hết sảy luôn. Thôi, bụng tôi đánh lô tô rồi nè. Ủa, qua đâu rồi? Chắc giờ này nó bơi xuống Diêm Vương rồi. Vậy là đủ nhậu rồi. Quà ơi, quà có mồi rồi, quà ơi. Quà ơi. Thôi đừng kêu, nó mệt lắm. Chắc là bị công chúa thị thề níu xuống dưới rồi. Trời ơi, mày sao không chịu bỏ cái thói độc mồm độc miệng đó nữa. Thằng Hòa nó dắt về con cá bự chảng. Con cá đâu, con cá? Con gái. Con gái chứ không phải con cá hả? Ừ. Chà,
cha cha cha, đúng là quân tử đa tình. Thì ra là bị người đẹp này bắt cóc. Tụi bay phụ ta một tay coi. Không dám đâu. Không dám phụ đâu. Tụi bay giỡn dài quá, không thấy người ta sắp tắt thở sao? Trời ơi, sắp tắt thở rồi hả? Rồi sao? Vậy thì phải hô hấp. Hô hấp bằng gì? Bằng cái miệng. Miệng ai? Đừng nói miệng tao mà hô thuốc lá lắm à. Chẳng lẽ con tôi mất tích thật rồi sao? Nó đâu có làm gì đâu mà người ta ám hại nó. Từ nhỏ tới giờ chưa từng giết con kiến con sâu mà. Nhưng kiểu sống của nó quấy rầy biết bao nhiêu người. Có lẽ nên tự trách mình bà à. Trời đã khuya lắm rồi. Nhà nghỉ ở khu du lịch này cũng đã hết phòng. Tạm thời cô vào lều ngã lưng cho nó đỡ mệt. Sáng sớm mai tôi sẽ đón tàu cho cô về. Ông cứ nghỉ đi, mặc tôi. Nhưng mà tôi không an tâm để cô ngồi đây một mình. Sao cô nhìn tôi thấy ghê vậy? Tôi phải nhìn cho thật kỹ từng nét mặt của kẻ thù. Cái gì? Cô có điên không? Anh điên á thì có. Chính anh là kẻ thù của tôi đó. Như vậy là đúng với câu: cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả thù. Câu châm ngôn này quả thật không sai. Cô nhớ một lần chứ không có lần hai đâu nha. Nếu không có anh giờ đây tôi ăn phận, xác thân nằm tận tay đại dương. Chứ đâu có ủ rũ chan trường với tâm thân tàn thế lương. Cuộc sống của tôi nay đã cung đường, còn chi nữa mà dân dương. Cô không nên bi quan như vậy. Cả thế giới bao la, chẳng lẽ cô không chọn được một nơi nào làm tổ ấm hay sao? Vậy mà tôi không tìm được một chỗ dung thân, nói chi là tổ ấm. Tạm thời tôi khuyên cô nên trở về nhà. Không, không thể được. Vậy bây giờ cô muốn đi đâu? Đi tới âm phủ. Cô vẫn không từ bỏ ý định tự tử à? Cô biết không, con người dù tuyệt vọng đến mức độ nào, nhưng khi tiếp cận đến cái chết thì hầu như ai cũng đắn đo lo sợ. Sợ xa cha mẹ, xa chồng, xa con cái. Tôi đã phạm tội ác rồi hèn nhát chạy trốn, lao vào cái chết. Nhưng sao anh lại buộc tôi phải sống? Tôi hận, tôi thù, tôi thù. Tôi mong nước mắt sẽ làm cho cô vơi được lòng mình, vơi đi niềm đau khổ. Và sau đó cô sẽ không còn mang ý tưởng quyền. Xin khi đời còn đang tươi sắc, tìm quên vị vàng xa xưa. Nghe tôi cô hãy bình tâm nghĩ suy. Cảm ơn lời khuyên chân thành của anh, nhưng tôi không bao giờ quên được cái dĩ vãng đau thương đó. Nó ám ảnh tôi càng lúc càng mãnh liệt, từng giờ, từng phút, trong từng giấc ngủ. Tôi van cô mà, cô hãy từ bỏ cái ý định đó đi. Tôi rất muốn được cùng cô. Nói ra, tôi chỉ sợ anh hết hồn thôi. Vậy, cô cứ nói ngay đi, để tôi được thưởng thức cái cảm giác hết hồn đó. Tôi giết người. Giết người? Nhìn cái phong cách lẫn giọng nói, cô làm cho tôi cứ ngỡ mình đang xem một bộ phim trinh thám vậy. Nè, chẳng hay nữ sát thủ đã xơi được mấy mạng người rồi.
Có vẻ như anh là người thích châm biếm. Tôi là một cô gái giang hồ. Dù anh có tin hay không, tôi đã từng là một cô gái trong trắng, tha thiết yêu chồng. Vì chồng mà tôi phải cam chịu cho người đời dùi dập, khinh miệt. Xin lỗi cô, không ngờ tôi đã khơi lại nỗi đau thầm kín của đời cô. Trong cơn nghiện ngập, anh ấy khảo tiền tôi. Một ngày chẳng may, tôi bị khách ăn quỵt. Hắn đã hành hung tôi tàn nhẫn. Tôi nghĩ phải có ma lực gì đó đã khiến cô đành chịu gắn bó cuộc đời mình với hắn. Đâu có ai ngờ chính người ấy là người của cái thuở ban đầu thơ mộng. Anh đã khéo dệt lên những câu yêu đương nồng cháy, mà nay vẫn còn giang mãi trong tim tôi suốt kiếp chẳng phai. Tình chỉ đẹp khi tình gian dở, nhưng nào ai muốn có một cuộc tình đẹp để dở dang. Cãi cha mẹ bước lên chuyến đò ngang, làm sao học được chữ ngờ khi quá tàn liễu rồi. Quanh tôi giờ đây chỉ còn màn đêm bao phủ, ngày xưa ấy còn đâu mà ấp ủ mong ban. Không ai ngờ một cô gái xinh đẹp như cô lại rơi vào số phận nghiệt ngã đến như vậy. Hồng nhan luôn bạc phận, chính tôi cũng không ngờ anh ấy dội quên tất cả, quên cả những kỷ niệm ban đầu khi còn gặp gỡ, quên lúc đắm say qua từng hơi thở, quên lúc đợi chờ nghe nhịp đập của tim yêu. Bây giờ chỉ còn lại trong tôi nỗi quạnh quẽ cô liêu, từ khi anh ấy vùi đầu vào chốn ăn chơi xa đoàn. Có một lần tôi trốn chạy một cuộc đời tối tăm lầy lội, bao vết nhơ đen mà xác thân tôi đã quen ố đêm ngày. Rồi tình yêu xưa trỗi dậy, tôi lại quay về để tiếp tục sống quanh quẩn trong vòng tay ma quỷ. Tôi cũng muốn làm vợ hiền chung thủy, chớ đâu muốn đi vào con đường trăm họ gọi là dâu. Tôi nghĩ dù đau khổ, dù hối tiếc đến giường nào đi chăng nữa, thì cô cũng nên làm lại từ đầu, vì cô còn trẻ lắm. Cảm ơn anh. Thật sự tôi đã quá chán trường mệt mỏi. Hắn hành hạ tôi một cách tàn nhẫn, thế là thảm kịch đã xảy ra. Có chắc là chồng cô đã chết rồi không? Nằm bất động trên vũng máu, làm sao mà sống nổi khi không có ai đưa đi cấp cứu? Nếu chồng cô chết, cô sẽ bị đi tù về tội giết người. Tôi không muốn bị tù. Tôi không muốn mất tự do. Bộ cô muốn chết là dễ lắm à? Nếu anh không cản tôi. Mà thôi, bỏ qua hết đi. Bây giờ cô làm ơn cho tôi xin số điện thoại của ba má cô. Gia đình tôi đi nước ngoài hết rồi. Bộ không còn ai là người thân à? Không có còn ai hết á. Anh có thật lòng muốn níu kéo sự sống của tôi không? Cứ cho là như vậy đi. Vậy anh hãy ngồi bên tôi nha. Có thể bình minh lên, trái tim của tôi được sưởi ấm.
Tôi lại yêu đời. Tôi sẽ hóa thân như cánh chim hải âu không mỏi. Hải âu? Dạ, hải âu tên của tôi đó. Anh thấy có hợp với tôi không? Hợp lắm đó. Tôi sẽ thức trắng đêm nay, sẽ cùng hải âu đón từng sợi nắng vàng đầu tiên chen qua kẽ lá thùy dương. Và anh sẽ là hải thiên ấm áp không gợn sắc buồn. Vâng, tôi sẽ xin làm hải thiên sáng tươi dần kim nhật cho hải âu thỏa thích tung bay. Ông ơi, đã đăng báo 3 ngày qua rồi mà sao vẫn không có tin tức gì về con á? Ông phải làm cái gì đi chứ? Tất cả các nơi quen biết tôi đều cho người đến thăm dò rồi. Lỡ nó gặp chuyện gì chắc tôi không sống nổi đâu mà. Cũng bởi bà quá nuông chiều nó mới ra nông nổi. Chỉ có một đứa con mà không cưng chiều sao được. Nó vốn chân yếu tay mềm. Nhưng mỗi lần nó nghịch ngợm bà đều cười mơn trớn quá cho nên nó mới leo thang. Con gái nó lớn rồi, hết thách thức đầu này để chọc ghẹo đầu kia, thật khổ biết bao nhiêu. Tánh nết gì mà con trai cũng không bằng, dám gọi điện chọc phá nhà ông thẩm phán, làm cho vợ người ta ầm ĩ ghen tương. Chuyện đó tôi có rầy, nó bảo chỉ đùa vui, thử lòng tin trong quan hệ vợ chồng họ thôi. Tôi còn lo đến cái ngày mà mình ngồi xuôi, nó dám chọc luôn cả ông và chồng. À, bà xem chừng đó có hay không. Trời ơi, non nước này mà ông còn bụng dạ nói chuyện xa vời nữa. Con tôi giờ này ở đâu, có bị làm sao không nè trời ơi. Bà lo quá rồi sanh bệnh càng khổ thêm. Biết chừng đâu phen này nó đi chọc phá, gặp phải người cao tay ấn nhốt lại đâu đó để cảnh cáo à. Tôi cũng mong như vậy. Cha tôi về kìa. Cha gì cái này ném về ông nội chứ cha. Ông nội đi đâu mà báo hại hai con tìm gần chết vậy? Tao đi dạo phố một chút, vừa thư giãn thần kinh, vừa lượm lặt vài tin vật gân hấp dẫn ly kỳ lắm. Ly kỳ hay ly tan, có mơ tưởng ai thì cũng phải lo cho xong bài vở đúng kỳ hạn chứ. Nè, từ hồi sáng tới giờ sếp ông nội khùng la ó văn miệng tùm lum hết. Đáng đời, ai biểu tụi bay tài lanh, thích gần gũi sếp mà không biết ổng là một người vui đâu chút đó. Chút cả buồn bực từ trong nhà ra ngoài phố mà không biết gì hết. Rồi, hiểu rồi, no hơi lắm rồi. Bây giờ có cho đi ăn không thì bảo. Tao có bỏ đói tụi bay đâu mà rên rỉ như là khỉ mắt phong vậy. Bây giờ đi ăn hay là ở đó lý sự? Đi chứ, để tao nói cho nghe. Vừa nói sao nghe? Tới phiên con đói rồi nè mấy cha, đừng có cà rê cà chớn nữa. Tụi bay xuống thang ngay thì tao mới đưa đi ăn nhà hàng nghe ca nhạc thả ga tới sáng. Chu choa ơi, mày đi ăn trộm ở đâu mà có tiền đãi tụi tao vậy? Wow, mày quên rồi hả? Thằng Thịnh nó có ông chú làm giám đốc nhà hàng ở đây, một nhà hàng sang trọng nhất vùng. Tao thèm từ khi xe vừa đổ bên đến bây giờ mày biết không, tiếp viên ca sĩ mặc sức ngắm nhìn thỏa thích, thức ăn thì tuyệt vời, Tây Tàu Nhật Bổn món nào cũng ngon. Quan trọng là ai bao lương tụi mình thì quá khiêm nhường. Nhà hàng cao sang, bước vô trong đó rồi ngồi động cho mà xem. Tao thì không dám đưa cổ cho nó lấy vào nó khứa. Đến đi, tao rủ tụi mày, tao chịu trách nhiệm cần gì phải lo. Ủa, cái lỗ tai tao có nghe lầm không đây?
Phải nói là cái lỗ tai của thằng Bình này á, đã nghe người ta xiết nợ quen rồi. Lý do gì mà mày xài xẻ tao? Cũng cái tật cái hồ đồ xí xọn à. Thằng Hòa thông minh bao nhiêu á thì mày lại lẩm cẩm bấy nhiêu. Vậy mà cũng bị đặt làm nhà báo. Đúng à, đúng là ông cụ non báo đời, báo cha, báo mẹ. Nè nè nè, nếu cảm thấy hơi quá đáng á, làm ơn xì tốt lại đi nha. Đừng có hổn nha, nhất ca nhị đệ à. Thôi mình đi Thịnh ơi, cứ cho ông xí muội này ông một mình một chợ tha hồ mà ông ca cẩm. Đi mình đi. Ê tụi bay, tụi bay cho tao theo với. Tụi bay mời vào. Nghe thằng Thịnh nó nói chú dành riêng cho mấy đứa một bàn. Dạ, dạ cảm ơn chú. Ạ. Bây giờ các cháu dùng chi đây? Dạ chú cứ để cho tụi cháu được tự nhiên. À dạ Thịnh nè. Dạ tiếp bạn thay chú nghe. Dạ. Sao thế nào? Tao nói đâu có sai đâu. Bây giờ mình cứ gọi thức ăn thoải mái luôn. Khoan, để tao. Hôm nay mày là chủ, tụi tao là khách mà. Ca ve. Cái gì? Gì? Người ta đứng đây là kêu ca ve là phải rồi. Kêu người ta ca ve, người ta là bồi bàn. Chết cha, bồi bàn hả? Ừ. Vậy xin lỗi thím hai nha. Cái thằng này bồi bàn, đưa cái má nụ ra đây. Cái gì? Cái gì? Cái menu ông nội ơi. Menu hả? Thôi mệt trong quá để tôi. Ờ mày đi. Đặc sản ở đây món nào ngon nhất em cứ dọn ra đi ha. Còn bia thì tao cho tụi bay nhậu quắt cần câu luôn. Oh. Ê, phải nhìn nhận là mọi thứ ở đây rất là ngon và bắt mắt phải không tụi bay? Đúng vậy. Con ca sĩ thì tao thấy cũng bắt. Bắt gì? Bắt buộc phải xem. Chú tao nói á, đêm nay có ca sĩ mới. Đó coi tên gì? Tên gì tao quên rồi. Nhưng mà đẹp lắm. Đẹp mà. Đẹp mà mới. Tao khoái chừng nào ẻm ra vậy. Ăn chơi theo kiểu tài trợ mà tham lam quá vậy. Ăn cũng thích, người đẹp cũng thích. Đúng là thích thẩm cẩm luôn à. Không thành vấn đề. Chú tao có đầu óc kinh doanh, biết nhu cầu khách sành điệu. Cho nên sao? Đã. Các cháu thấy có khoái khẩu không? Dạ. Cháu cảm thấy khoái mắt nữa. À, thưa chú, cái cô mới hát có tên gì vậy chú? Diệp Thúy. Chắc cô Diệp Thúy cộng tác với chú lâu ngày rồi ha. Mới đây thôi, độ chừng khoảng một tuần. Vào buổi trưa, chú đang ngồi tính sổ, bỗng có một cô gái dịu hiền đến tự xưng tên là Diệp Thúy. Diệp Thúy. Hoàn cảnh thật là đáng thương, chú mới nhận vào làm ca sĩ. Chú giúp cho cháu gặp một lần, vì cô ta và cháu có quen biết chú à. Có quen biết à? Hết biết rồi Thịnh ơi. Thằng Hòa nó nhạy cảm vô cùng. Nhạy cảm sao? Nó chẳng có chút thâm tình, cũng chẳng biết tuổi biết tên. Vậy mà dám nhận thân quen. Hai đứa tụi bay cần phải biết điều, đừng có xía vào chuyện của riêng tao. Đó, mày nghe nó nói không? Ngày nào nó còn cô đơn á thì có tụi mình. Bây giờ nó gặp đối tượng thình lình thì Thịnh với Bình thành thừa thải. Tình bạn như ngọn lửa hồng, nhưng sẽ lụi tàn bởi giọt nước kiêu sa từ nhan sắc người con gái. Trời ơi, thôi mày dẹp giùm tao cái tròi thơ của mày đi. Thơ của mày không hay ho vậy. Mày nghe tao đây nè. Tao là thơ vậy nè. Thôi. Để văn chương về xài ở tòa soạn. Ở đây không có ai trả nhuận bút đâu. À, dạ thưa chú, cháu muốn nhờ... Muốn gặp Diệp Thúy phải không? Dạ. Chờ chú một chút. À, cháu cảm ơn chú. Một trái tim vui vẻ giết chết nhiều vi trùng hơn kho thuốc kháng sinh trên thế giới. Buồn một đêm thành cú, vui một đêm thành tiên. Mày là đồ điên. Người ta vui á vì tửu vì hương. Còn cháu Hòa, đây là người mà cháu muốn gặp. Còn đây là Nguyễn Hòa, một nhà báo tài ba khó ai sánh kịp đó. Hân hạnh được biết anh. Dạ chào cô Diệp Thúy. Tao thấy hơi giống mày. Còn đây là Thịnh và Bình,
đều là ký giả có tiếng tăm trong làng báo. Chào hai anh. Chúc các cháu vui vẻ nha. Ờ, chú ơi chú, cho cháu theo chú học kinh doanh với Thịnh. Ừ? Thịnh gì? Công nhận con cá của thằng Hòa đẹp thiệt á nha. Ừ, đẹp quá. Nhưng mà tao không muốn ở đây làm người thừa. Sao? Đi mẹ, đi mẹ ơi. Đi, đi. Vậy thì theo chú. Dạ. Dạ thưa hai bác. Kìa cháu, có tin tức gì không cháu? Dạ chưa bác à. Nhưng con linh cảm Mỹ Thường sẽ bình an. Chắc đang hào hứng vui chơi đâu đó thôi. À, cháu nhớ lần đầu mới gặp Mỹ Thường. Cô à, cô có sao không cô? Được rồi, để tôi đưa cô đi nhà thương nghe. Tôi giỡn thôi mà. Trời ơi, nó dám giỡn mặt cho cái chết mà tôi nào có biết gì đâu. Cháu à. Dạ. Thôi cháu bỏ qua nghe cháu. Dạ, nhờ vậy mà cháu mới có dịp quen thân với gia đình hai bác. Mới gặp nhau mà sao nhìn Thúy trân trối vậy? À không, cô Thúy hình như cô còn có cái tên Hải Âu phải không? Đúng. Hả? Đúng là nhà báo. Mỗi anh là mỗi cách điều tra ca sĩ. Bộ muốn kiếm thêm tiền thù lao phải không? À, xin lỗi cô nghĩ sai về tôi. Cô làm mặt lạ thật là tài tình vậy đó. Còn giỏi hơn cả diễn viên trên sân khấu nữa. Ha, anh giao cảm với tôi bằng ngôn ngữ thật là khó hiểu à. Có gì đâu mà khó hiểu. Cô hãy dành phút giây hồi ức. Đã có lần liều mình vào cửa tử, làm cho tôi lo lắng đảo điên. Thật vậy à? Hay, rất tiếc tôi không có diễm phúc là cô gái được ông mũi lòng thương xót đâu. Có lẽ suốt đời tôi sẽ phải ân hận vì đã lỡ ngủ quên trong đêm ấy, để Hải Âu tung cánh chẳng giả từ. Có gì đáng để cho cô cười vậy? Tôi cười á vì gương mặt của anh rất là ngơ ngẩn. Muốn cái gì đây mà tôi không hiểu gì hết trơn. Khi không rồi đặt tên tôi là Hải Âu à. Một cái tên xa lạ tôi chưa hề nghe được. Có lẽ anh đã lầm. Cô cho là tôi lầm à? Không lẽ trên đời này lại có hai người giống nhau như hai giọt nước? Anh làm tôi hiếu kỳ, muốn gặp người anh quen đó. Chẳng những quen mà còn là ân nhân của cô ấy nữa. Anh nói chuyện sao nghe giống tiểu thuyết quá à. Tao coi bộ là thằng Hòa này nó làm ăn được á nha. Mà phải, theo tao á, thằng Hòa bị bệnh nghề nghiệp, sáng tác mệt á, rồi thành tối mắt luôn à. Trời ơi, xin hai ông làm ơn cho tôi làm việc. Công hay là tư gì cũng phải trả công cho hai ông Mai này nha mày. Tao lại tụi bay làm ơn đi chỗ khác giùm tao đi. Có lẽ các anh cần trao đổi nghề nghiệp, tôi xin phép. Không, nó muốn nhờ tôi nói với cô á là làm ơn nhận lời đi dạo phố. Dạo phố? Trời ơi, đủ rồi tụi bay ơi. Tụi bay ăn nói tào lao quá à. Hả? Ủa có mời đi ăn cơm trưa luôn hả? Có đúng vậy không hả anh Hòa? À, đúng chứ, đúng quá đi chứ. Cô thông cảm nha. Bạn tôi á nhát gái lắm. Tụi tao nói có đúng không? Tụi này thiệt á. Vậy thì trưa mai 11 giờ nha, ở phòng khách nhà hàng. Bây giờ thì tạm biệt. 11 giờ. Thịnh ơi, tao phải chờ mày đó nha. Dạ, 11 giờ trưa anh đón em nha. Anh nhớ đến đón em nha. Hai cha cạnh anh quá đi. Muốn ăn gấp bỏ cho người hả? Lỡ bị mất phần đừng có ân hận nha cưng. Dám đâu. Dám đâu. Em còn sợ mất nghẹn lắm nữa. Ba năm qua nó vẫn vô tâm mà cháu cứ một mực đem lòng thương yêu nó. Dạ, cảm ơn hai bác đã hiểu cho tấm lòng của cháu.
bằng mọi cách cháu sẽ đem Mỹ Thường yên vui trở về. Được vậy, gia đình chúng tôi thật là còn tốt phúc. Cô Hai Âu. Anh gọi ai vậy? À, xin lỗi Diệp Thúy, tôi quên. À, làm ở nhà hàng này chắc Thúy được rất là nhiều ưu ái ha. Thúy muốn nhờ anh nhưng bị anh chặn họng mất rồi. Ủa, việc gì mà Thúy có vẻ hệ trọng vậy? Dạ, rất là hệ trọng, là sự sống của gia đình Thúy. Xin anh nói với giám đốc dùm cho em được hợp đồng dài lâu nha. Tôi sẽ cố gắng. Ha, Thúy nghĩ miệng lưỡi nhà báo, ông ấy khó mà từ chối ha. Nhà báo có uy tín dữ vậy sao? Hơn nữa tôi lại được một nữ ca sĩ xinh đẹp khen là điều sung sướng không ngờ. Ủa, sao đột nhiên Thúy lại buồn? Hay tôi đã lỡ làm... Những lời nói của anh làm tôi xúc động quá. Làm ca sĩ như tôi á, không có người nâng đỡ thì... Thúy à, Thúy không nên quá khiêm nhường như vậy. Đó là sự thật mà. Tôi không sợ anh cười đâu. Và tôi cũng chẳng dám mơ trở thành ngôi sao. Xin lỗi, cho tôi có chút tò mò. Vì sao Thúy lại buồn lòng như vậy? Hoàn cảnh gia đình em tối tăm lắm. Mẹ em suốt tháng quanh năm cơ cực, lâm vào bệnh tình nguy ngập. Mẹ đành một mình gánh chịu. Ba em bỏ bê trách nhiệm, đêm ngày lao vào men rượu, không màng đắn đo gia đình. Còn anh trai đang vướng vào tối tình. Tôi lắng nghe thân phận bọt bèo bát phần của cô, một mình gánh gồng hy sinh, đáp ơn chân mạng đến thần. Hiếu từ tấm lòng sáng trong, quỷ thai hồi đời mấy ai đến nơi nguy hại. Trình rập hiểm nguy chân mạng đắng đo, miệng sao đáp được trọn vẹn. Dù cho đôi bằng sát thương, đành cam chịu không hề quán thân. Thúy, bằng mọi cách tôi sẽ giúp cô ngẩng mặt nhìn đời. Em chân thành cảm ơn anh. Khó giúp nhau mới thảo, giàu tương trợ ai màng. May mắn cho em quá, tấm lòng anh thật là cao thượng. Dạ, cháu chào bác. Dạ chào. Cháu thê Triệt. Em có tức không em? Tuyệt lắm anh à. Dạ thưa, thưa hai bác, hai bác có thể nhận nhà ngay hôm nay. Nếu có điểm nào chưa vừa ý, cháu sẽ sửa chữa cho hoàn mỹ hơn. Anh à, chỉ thiếu hồ bơi là sẽ hết đi thôi. Mà phải xây ngay phía sau giường kìa. Quả thật bà có đôi mắt tuyệt mỹ, tôi đã phát họa nhưng chưa dám gợi ý thôi. Sau khi dọn nhà rồi, kỹ sư đến gặp tôi, kể cả sới đồ của hồ bơi. Dạ, đã làm thì phải làm cho tới nơi. Sẵn đây tôi xin có lời mời ngài tận và kỹ sư đến chung vui. Dạ, cảm ơn hai bác. Em. Dạ. Em ra xe lấy quà vào biếu cho kỹ sư đi. Dạ. Triệt à. Dạ. Bác có chi đâu bác ngại. Chuyện đó là thường tình của đàn ông mà. Gia sản của bác là vậy đó, mà chỉ có một mình con Thường. Dạ, ông bà hay nói đặng hào của hiếm hào con. Bởi thế bác muốn kiếm đứa con trai để nối dõi tông đường. Dạ, cháu chúc bác tròn ước nguyện. Anh, em cũng muốn ngài tân gia thiếu vắng một người như kỹ sư đây.
thì em đã có lời mời, chắc thế tiệc không thể từ chối. Dạ, cháu rất hân hạnh được hai bác chiếu cố. Em nghĩ ngày đó chắc là vui lắm. Chắc là vui lắm. Thỉnh gia Bình kỳ quá hả? Mới đây biết đi đâu mất tiêu. Tụi nó muốn dành khoảng trời riêng cho hai đứa mình đó. À, nè, anh đã nói với chú Hùng rồi, em sẽ là ca sĩ, ca sĩ chính thức đó nha, có lương tháng ổn định cuộc sống. Anh lo cho em chu đáo quá à. Ước gì em được đền bù cho anh. Cuộc sống của dân làm báo như bọn anh rất phức tạp, lưu linh lưu địa lắm. Liệu cô nương có theo nổi không? Em sẽ chờ anh. Còn anh phải biết nghe lời em á nha. Anh Hòa, nói nghe nè. Nơi đây em sẽ kết thành công du quy, con đường kia sẽ đón rước chú rể với mâm trầu khai rừng. Một ước mơ bé nhỏ với mối tình đầu của người con đã trót trao cả tâm hồn. Hiền diệu trắng trong của đóa hoa rừng mới vừa chớm nở, chẳng dám khoe hương, chỉ gợi chút tình luyến thương. Diệp Thúy em, thời gian qua đã chứng minh cho lòng của hai ta, núi đồi bao la đã khắc ghi cho mối tình thiết tha. Em sanh ra nơi xóm nghèo của vùng xa xôi hẻo lánh, khi cách mặt xa lòng người ta dễ dàng lãng quên. Dù có xa đến trăm ngàn ngày, lòng anh vẫn luôn ghi nhớ. Dường đĩa đàn nên thơ, làm sao sánh với đô thành, nhiều màu áo lắm má đào, hỏi tim lòng ai chẳng xuyên sao. Cuộc sống bon chen, anh chẳng thân quen, nhộn nhịp bên ánh đèn. Ở nơi đây có kỷ niệm êm đềm, có nụ cười trên môi mềm. Quẩn lại mê đầu hát. Em đừng có coi thường người ta, hát ca cũng là một cái nghề vậy. Chứ
trời, binh nữa kìa. Già kén kẹn hôm, túng cùng quá. Cốc nhái cua còng gì anh cũng quơ đại hết à. Đậm lắm rồi. Em nói cái gì đậm? Tương tư đậm chứ gì. Theo em, anh nên thưa với ba má rước về cho lẹ lẹ đi. Không thôi hả? Nè, em nên tôn trọng tự do của riêng anh chứ. Nhưng em cũng cần nhắc cho anh nhớ là ba má chỉ có mình anh là trai. Anh đang trối mình ghê. Lo cho cô kia kìa. Mai mốt đây lỡ thời thì ngồi buồn than khóc cho phận duyên mình. Ý cha chả, lương giống như con lịch mà còn ghẹo chê nếu quê khó quê. Còn tài lanh, tao đập cho một trận á. Đố anh Giang, em sẽ đi mét mẹ. Mày mà thách tao á, tao đánh cho u cái đầu á. Ôi cha, chắc u cái đầu. Tao cho chảy luôn máu đầu. Đánh nữa hay sao? Mày còn bếp xếp á, thì chớ trách tao đó. Ôi da, cốc nữa hả? Nè, có cốc thì cốc bên đây nè. Cốc ngay chỗ cũ, ai mà chịu nổi. Cái gì đó Thu Phong? Hòa. Dạ. Mày ăn hiếp em nữa rồi phải không Hòa? Dạ phải đó ba. Ảnh ăn hiếp con đó ba. Con chỉ khuyên ảnh cưới vợ đàng hoàng. Không chịu thì thôi. Ba má coi nè, ảnh cốc lên đầu con u cục bằng cái thúng vậy đó. Trời ơi, có cái môi mỏng thấy ghê chưa? Coi đó, anh em mà như chó với mèo vậy đó. Ý, má. Đâu có đâu má. Con giả bộ giỡn á. Má đừng có la rầy anh hai tội nghiệp. Đó, thấy chưa Hòa? Em con nó thương con nó thấy không? Gần 30 tuổi rồi, bộ muốn cho ba má tuyệt tự hay sao hả? Còn Thu Phong, con thử tìm bạn gái giới thiệu cho anh hai, biết đâu... Có chứ sao không má. Nhiều không có chứ, cũng cỡ chục cô mà không cô nào dám sắp vô. Ủa, bộ người ta chê nó hả con? Không phải người ta chê, mà là ảnh chê á. Ảnh ơi, con Lễ Cúc giống hệt như là cái khúc cây. Ảnh cấm con đưa về đây. Còn con nghĩ nghe ảnh chê quá mập. Hạ Giang dê với con Yến Lan thì ảnh chê, trời cái thân hình lép xẹp à. Quệ Châu và Trang Kim Tuyến thì ảnh trề môi như gỗ tạc hình người. Hòa ơi, tại sao con quá ngược đời? Em con đón đã gọi mời. Trời ơi, hơi sức đâu mà má nghe lời nó má ơi. Nè, má mày với tao trước kia không nói một lời mà cũng ăn ở trọn đời. Kén chọn hoài có nước ăn chay. Ba má có nói thế nào anh cũng không có nghe đâu. Má biết sao không? Sao? Ảnh đang mê ca sĩ. Có phải vì không Hòa? Cô đó tên gì vậy? Dạ, thật sự con có quen với Diệp Thúy. Như chim trời cá nước, khó có cơ hội gặp nhau lắm má à. Theo má, đã không còn cơ hội gặp nhau. Con chớ nên lưu phiền, hãy xem như thuyền giờ tấp bến qua sông, đến sang phía bên kia bờ tìm về bến bờ bình. Dòng đời lưu truyền tục nguyện nối dõi cách đi trong lòng dù. Gắn công chủ toàn nhà mình có dâu hiền ngoan, con nên nhớ cho tông đường nhà mình chỉ có con là trai. Tình thân như biển mênh mông, dám đâu cái lời sông giờ sáng năm con sẽ dâng cao.
qua. Nếu con thấu hiểu được như vậy thì ba má như được vàng đó. Dạ thưa ba má, con đi làm. Nhớ trưa về ăn cơm nghe con. Dạ. Xin lỗi, tôi không có ý. Hải Âu, Diệp Thúy, chính cô đây rồi. Tôi là Mỹ Thường, chưa bao giờ có được những quý danh mà ông vừa gọi. Không, tôi không thể nào làm được. Dù mái tóc được cắt ngắn, nhưng nét mặt thì đã khắc đậm vào tim óc của tôi. Hay đây là chị em sinh đôi? Từ bờ môi cho đến đôi mắt ngọc, gương mặt diễm kiều đã làm tôi lưu luyến vấn vương. Ông nói gì á, tôi không hiểu gì hết trơn á. Tôi chỉ là con một thì làm gì có chuyện sinh đôi. Như vậy là cô cho tôi bịa chuyện. Cô nhìn kỹ đi, tôi là Nguyễn Hòa đây nè. Đã một lần cứu sống Hải Âu, rồi cô ra đi không một lời từ tạ. Thêm một lần ta hội ngộ ở phương xa, cô thước tha trong vai ca sĩ nhà hàng. Diệp Thúy ơi, chớ nên nhạt nhòa kỷ niệm. Thấy ông ngẩn ngơ mà tôi bắt tức cười. Mười mươi á, tôi quả quyết cả mười. Hay ông muốn tôi trở thành con đười ơi? Ủa, bộ mày với anh hai tao có quen biết hả? Anh hai mày đó hả? Ê, hỏi nhỏ này nha, ổng có mát không vậy? Tự nhiên gọi tao là Hải Âu, rồi Diệp Thúy, rồi nhắc gì kỷ niệm yêu đương nhớ dẫn, mắc cười quá à. Anh hai, từ ngày công tác miền Trung về, em thấy anh lơ lơ lửng lửng, thất tình quá rồi. Nhìn ai cũng thấy quá ra người mình yêu. Thu Phong, anh không có lầm đâu. Cô ta có thể thay hình đổi dạng, nhưng còn ánh mắt, còn giọng nói. Mà thôi, có lẽ tôi cũng không nên ép người ta sống chân thành đâu. Thôi, đừng có giận. Tánh anh tao vậy đó. Hơi đâu mà giận người dân. Anh hai, anh có bị làm sao không? Bình thường thôi em. Để em giúp anh thu dọn nha. Không cần đâu, em đi đi, anh cần tĩnh lặng. À, Thu Phong nè, Mỹ Thường là bạn của em phải không? Dạ phải. Em có học cùng lớp với cô ta không vậy? Dạ khác lớp, Mỹ Thường khoa mỹ thuật. Sao từ trước tới giờ cô ấy không thấy đến nhà mình chơi vậy? Người ta là hoa khôi của trường, bộ dễ làm quen lắm hả? Lấy cớ gì mà em quen được cô ta? Ngày sinh nhật nhỏ bạn, Mỹ Thường chủ động làm quen. Từ từ tụi em mới thân nhau. Em có biết rõ lai lịch của cô ta không? Sao không? Ba của Thường là giám đốc hãng xe du lịch, Mỹ Thường được cưng như là trứng mỏng vậy đó. Mỹ Thường con của ông bà giám đốc xe du lịch. À, lỡ gây ác cảm bất lịch sự, anh hai đã bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng với người đẹp phải không? Thu Phong nè, Thường hát hay lắm phải không em? Nhất trường luôn đó. Hay nhất là bài Hải Âu. Không có ngờ nha, anh hai quả là có khiếu đoán mò. Quá đáng. Thu Phong, con làm gì như bị ma đuổi vậy? À, hai anh em có chuyện gì nữa rồi phải không? Dạ, ảnh ủ rũ hỏi con về chuyện Mỹ Thường. Con thành thật khai báo, tự dưng cái
nghe xong ảnh bật dậy như cái lò xo, thay đồ đi gấp. Có trời em mới biết ảnh muốn đi đâu à. Má cũng thấy gần đây nó lạ lắm. Thưa ba má, con đi làm. Nè, con ăn cơm rồi hãy đi. Dạ, con không có đói bà. Đó, ba má thấy không? Anh hai lúc này sao đâu á. Dạ, cho em xin gặp Thu Phong à. À, Thu Phong nó mới vừa đi đâu đó. Cô không có hẹn trước với nó à? Dạ không. À, thôi, coi như tôi cho anh cái hẹn đó. Cô thật là đáo để. Cũng may là tôi được cô tự nguyện. À, Mỹ Thường nè, cô cắt tóc ngắn từ bao giờ vậy? Ủa, mà sao anh biết lúc trước tôi để tóc dài? Tôi đón chơi cho vui thôi. Vì tôi nghĩ gương mặt của cô để tóc dài thì nó hợp hơn nhiều. Nhưng mà dù có thay đổi mái tóc thì cũng đâu có giúp cho con người ta hoàn toàn lột xác, phải không cô? Lạ thật. Tôi với anh có ân oán gì đâu mà sao lần nào anh gặp tôi anh cũng... Thôi, cũng không sao đâu. Tôi cho anh biết, tôi mãi mãi vẫn là tôi, luôn luôn được sự trân trọng ưu ái của rất rất nhiều người. Dữ vậy sao? Anh cũng như nhiều bạn trai khác rất mê đắm mái tóc dài của tôi. Nhưng chỉ vì mẹ tôi bảo mùa hè nên để tóc ngắn cho nó mát mẻ vậy đó mà. Con cái biết nghe lời cha mẹ như vậy tốt lắm đó. Anh lại mỉa mai tôi đó hả? Dường như cô cũng giống như tôi, thích buộc tội đối phương. Quả tình tôi khen cô thật đó. À, Mỹ Thường, nghe nói cô học ngành mỹ thuật, tôi rất mong được có cơ hội cùng cô mổ xẻ những vấn đề nan giải. Chú chơi, viết lách nó là nghề của chàng mà. Tôi thấy cô rất có tài ứng chiến về ngôn ngữ đó. Nè, theo ý cô thì cái tên Hải Âu với Diệp Thúy, cái nào ẩn ý mỹ thuật đáng yêu hơn? Cả người mang hai tên đó cũng đẹp nữa ha. Dạ, tôi không dám bình phẩm vì tôi chưa có may mắn được gặp họ. Tôi có linh cảm họ tuy hai mà là một, cộng thêm cô nữa là thành ba trong một. Cái gì? Anh có điên không? Dạ không, tôi muốn... Kim bút danh nhưng mà không ra. Lào. Lúc thì ba qua, lúc thì không ra, hứa trả công một chầu. Vậy thì Hải Âu đi. Đàn ông mà lấy cái tên Diệp Thúy nghe nó quê quá. Hay lắm, tôi biết ngay là cô sẽ chọn cái tên Hải Âu mà. Lâu lắm rồi tôi mới tìm lại được một người nhạy cảm nè, đồng cảm giống như cô vậy đó. Xin cảm ơn. Nè, đừng vội mơ mộng áp đặt tôi vào khuôn mẫu đúc sẵn đó ông nhà báo à. Tôi hiểu, cô thì cô thích tự do. Hôm kia cô đọc phương Bắc, hôm nọ rạo rực vào Nam, bây giờ thì lạnh lùng phương Đông. Biết đâu chừng mai kia sẽ dịu dàng ngã về đây. Tôi cũng thích chắp cánh bên cô, như Hải Âu có đôi có bạn. Nhưng mà kẹt một cái là... Ê, anh đừng làm tôi sợ nha. Nói chuyện gì như kẻ mộng du. Ai bảo anh để Hải Âu vượt khỏi tầm tay anh chi? Bởi vậy, phải chi đêm ấy tôi đừng có ngủ quên, thì tôi đã được cùng nàng đón bình minh, cùng nàng sưởi ấm. Thì cầu trời cho anh có ngày cùng cô ấy, như chim liền cánh, như cây liền cành nha. Chắc còn xa lắm cô ơi. Vì tôi biết nàng Hải Âu của tôi rất dè dặt chọn bạn đời. Tốt số lắm tôi mới được nàng cho làm Hải Thiên. Trí nhớ của anh thiệt là tuyệt vời. À, vậy chính cô là Hải Âu.
bệnh cũ tái phát rồi, coi chừng đó, xin nghề tử nghiệp đó nha. Hả? Nhưng mà sao anh cứ ám ảnh tôi bằng cuộc tình quá khứ? Thôi, tùy anh đó, hãy tỉnh táo mà lựa chọn bất cứ cái tên nào là bút danh. Kể cả Mỹ Thường ha. Đố anh dám đó. Thôi đầu hàng, đầu hàng. Và tôi xin được chuộc tội ở một nơi giải trí thật là hiệu nghiệm. Đi thì đi, anh không có đáng sợ như tôi tưởng chứ. Cô mà biết sợ à? Dĩ nhiên rồi. Hãy chờ điện thoại của anh nghe Mỹ Thường. Reo đi, reo lên đi, cho ta được nghe những lời nồng nàn ấm áp của anh Hòa. Reo đi. Sao không reo? Sao không reo? Đồ vô tri vô giác. Ha, không việc gì mà ta phải. Hắn là cái gì mà bắt ta phải chờ đợi? Không bao giờ. Không bao giờ. Hello, anh hả? Mỹ Thường đó hả? Mỹ Thường ơi, Thế Triệt đây. Lâu rồi em quên dành thời gian cho anh đó nghe. Nghe anh nói gì không? Nghe rồi mà không hiểu gì hết á. Cô nương ơi, nghe rồi sao không hiểu? Anh có biết trò gì mới mẻ nữa không? Thường muốn gì anh cũng chịu được hết á. Ủa, hôm nay anh không đi làm à? Vì em, anh sẵn sàng gác lại mọi chuyện. Một người hay tính toán như anh á, cũng chịu sống vì người khác à? Chỉ với riêng em thôi. Chẳng biết là mai hay rủi à. Em đang muốn bay ra khỏi căn phòng đáng ghét này nè. Anh sẽ chắp cánh cho em. Anh sẽ tới đón em tức khắc. Khoan đã, hãy rủ thêm một người cùng đi đi. Ba năm rồi mà em vẫn vậy hả? Anh không thích à? Không, tuân lệnh người đẹp. Em ơi, trang điểm mau lên, trễ giờ rồi đó. Con quỷ, bọn mày định đến trường biểu diễn thời trang hả? Một mình tao diễn hoài chán lắm. Hôm nay mày nghỉ học chạy show với tao đi. Gì? Chỉ có hai đứa thôi hả? Không phải, có thêm hai chàng phụ diễn. Mày một chàng, tao một chàng. Yên tâm đi, dân trí thức, đẹp trai, con nhà giàu, học dở. Nhưng giỏi nịnh đầm. Mà nè, sao không thấy anh Hòa của mày vậy? Chà, mày muốn quản lý ảnh luôn hả? Anh mày á, còn phải xếp hàng dài dài á. Ảnh đang bị điên. Dạ, cháu chào chú Hùng. Cháu Hòa. Dạ, chú vẫn khỏe chứ? Cảm ơn chú vẫn khỏe. Ủa, sao hôm nay đi có mình vậy nè? Dạ, cháu... thôi biết rồi. Tìm Diệp Thúy phải không? Dạ phải. Chú làm ơn cho cháu gặp Diệp Thúy. Tiếc quá, cô ấy đã nghỉ việc rồi. Ủa, sao vậy chú? Hay là chú... cháu đừng có hiểu lầm chú. Có lời gửi gắm của cháu đó. Chú đối đãi Diệp Thúy rất là hậu. Nhưng không hiểu làm sao cô ấy cũng lại nghỉ việc. Dạ, từ lúc nào vậy chú? Chỉ sau vài ngày mà tụi cháu đến đây chơi đó. Dạ, vậy Diệp Thúy có để lại địa chỉ hay là... Không. Lần đầu tiên tôi được người ta khen đó. Ai cũng bảo tôi khô khốc như củi. Còn em thì hay bị mắng, vốn con gái mà thẳng tính như ruột ngựa, nóng nảy như lửa đốt. Bao giờ tôi cũng chậm chạp, không có biết đua đòi. Coi chữ. Tôi bất cẩn có làm cô sợ không? Dạ không, không có sao hết. Lo cho người ta cái kìa, con kéo bên nước nó rụng đó.
Mỹ Thừa nhạy cảm lắm. Có lẽ sinh ra là để được mọi người yêu mến chiều chuộng. Còn em sao cũng được, quen rồi. Thu Phong mà, em có biết không, có những cánh hoa không cần phải khoe sắc đùa. Những đẹp dịu dàng, mặn mà đoan trang của cánh hoa làng cũng làm mềm lòng khách đa mang. Ai biết đâu những đêm trăng lặng canh tàn, gió chỉ du rơi rụng lá vàng, còn ai chánh lòng với hoa lan. Ai cũng khát khao mùi giá lý sổ giữa đêm trường, qua rừng đâu thể đua hương. Cung điện cao sang vẫn có hoa đồng có nồi, ngồi bên bệ vàng đẹp tựa muôn sao. Quân dương xua quân dẹp loạn, chỉ mong tìm được cánh hoa yêu. Chú cha ơi, tình ơi là tình, hẹn khi bỏ quên ăn. Ở đây khỏi phải băng quan có kẻ ga lăng nhiệt tình quá ta. Thế nên bỏ quên tuổi này, sợ bị quấy rầy nên đã gần lên xích xa ra. Anh suy bụng người rồi ra bụng ta. Bụng ta bụng mi bụng ai, cứ nhìn là biết ngay. Biết ai nói gian quá hay, chết xuống âm phủ ma lẹ phân thay nè. Chừng đó sẽ thành ma cây, tao sẽ bắt hồn tụi bay. Lêu lêu nói chơi mà quê, mình quê người ta cười chê. Thôi xin can hai đàn, chờ có là làng tội nghiệp người can. Lêu lêu, không ngờ hôm nay tao đi chơi, tao lượm được trái mít ướt. Ê, nè, nhìn kỹ đi. Người ta cười vậy mà nói là trái mít ướt hả? Ê, cười mà có nước mắt, ngộ ghê ta ơi. Biết sao có nước mắt không? Nhờ chai này nè. Trời ơi, con quỷ. Nè, ở nhà có ai gọi điện thoại cho tôi không hả? Dạ có, nhưng mà là khách làm ăn của ông. Không ai tìm tôi hết rồi. Dạ không. Dạ có. Ai vậy? Trời ơi, dạ, mắt dạ gì mà lắm cẩm vậy? Dạ là bà. Bà quá lo lắng cho cô nên rầy con là sao không hỏi cô đi đâu, chừng nào về. Không ai thấy cô sống ơi, ở trong lòng cô, cả cô ngừng lại đi cô. Con xin cô. Cô ê, 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 cô làm vậy ông không có tha cho con đâu. Mỹ Thường, sao con chưa ngủ? Khuya lắm rồi. Ba mẹ, con chán sống như thế này lắm rồi. Con không thích đùa trên nỗi đau khổ của người khác nữa à? Tốt, cần gì cứ nói. Đời nào ba mẹ để cho con gái thiếu thốn. Con đau khổ lắm. Con gái cưng nè, biết bao người muốn được khổ như con. Nín đi con. Ba mẹ không trách con nghịch ngợm, những chuyện giận hờn vô lý
sẽ làm cho tâm trí con hoang mang, để rồi thở than khóc suốt canh tàn. Dương bệnh tình thân xác khó bình an. Duyên nợ của con con khóc ba đau, con giận mẹ mừng, niềm vui ngập lòng khi con về ước mơ. Tình thương mẹ ba vô bến vô bờ, con trẻ dại khờ xin ba mẹ. Đâu phải chỉ có lần này mà ba mẹ đã ấp yêu cưng chiều khi con còn đỏ hổm. Mãi mãi con vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ. Ba mẹ hãy giúp con. Con ghét cái điện thoại này. Ngủ đi con, khi tỉnh dậy con sẽ thấy khác. Một đêm phải thức giấc vì nghe tiếng động ở phòng bên. Má rón rén bước lên nên đã bắt gặp nó ngồi tư lờ giữa đêm trường. Nhìn nó ủ rũ mà lòng má lo lắng khôn lường. Mãnh lực ái tình vô cùng khốc liệt, có thể nó giết chết người hơn độc dược gớm ghê. Nó cũng biết làm cho hai kẻ yêu nhau đắm đuối đê mê khi thuyền yêu kề bến mông. Nhưng khi trường giang dậy sóng chèo trong ra sao, sẽ không làm cho má buồn đâu. Má, tạo hóa sinh ta ra là để buồn vui thương dần, đó là định luật của con người. Ba má vẫn mong cho hai con luôn nở nụ thấy nó ủ ê lòng mẹ cha hơn thế, thấy con rộn ràng lòng cha mẹ cùng có niềm vui. Con xin cảm tạ Phật trời đã ban cho anh em con có được ba má nhân hậu đảm đang. Hạnh diện ấy anh em con từ lâu nhận lấy, con tin rằng anh hai cùng chung ý nghĩ. Má biết hai đứa con đứa nào cũng hiếu thảo, nhưng bổn phận làm cha mẹ phải thường xuyên dạy bảo khuyên răn. Hèn chi con nghe ba hả, nói về má hoài à. Ba con nói sao? Thu Phong. Dạ. Nè, chớ có đặt điều nghe không, ăn xôi mây nghe không con. Ba nói vậy nè má. Nói sao? Ba nói là ba có phước nên mới gặp được má. Cái con nhỏ này, con gái của ba
ăn nói có duyên ghê vậy đó nha. Con á, đừng thấy ba má cưng á rồi lần lựa như anh hai, không có chịu lập gia đình à. Má này. Hải Âu ơi, Hải Âu của anh. Anh hả? Dù sao ta cũng cảm ơn mi. Anh mới từ tòa soạn về từ lúc 0 giờ. Ủa, bây giờ đã 3 giờ sáng rồi. Anh vẫn còn lang thang ngoài phố à? Đêm nay anh ước gì được cùng em đi dạo. Em cũng muốn gặp anh nữa. Anh ơi, khuya lắm rồi. Cổng nhà em cao lắm, không thể. Anh Hòa, đừng cúp máy nha. Mỹ Thường, ta quen nhau bao lâu rồi hả em? 3 tháng. Mới đó mà 3 tháng rồi à? Anh không nhớ sao? Tại nhà anh lúc đó là tháng 4, bây giờ là tháng 7 rồi. Vậy mà anh có cảm tưởng là mình quen nhau lâu lắm rồi chứ? Anh muốn nói gì? Có lẽ mình nên chia tay đi em. Vì càng rút ngắn khoảng cách là càng đau khổ cho nhau. Đừng chạy trốn em nữa. Em đã chờ anh từng ngày, từng giờ gặp lại anh, cho anh hạnh phúc. Nhưng anh không muốn mình làm vật thí nghiệm nữa. Em là con gái, lén đi bên anh giữa đêm khuya như thế này chưa đủ để anh tin nữa hay sao? Anh không cho phép mình dễ dàng đặt niềm tin vào bất kỳ nơi ai. Vậy em phải làm gì bù đắp cho anh hả? Anh không cần bù đắp. Em cũng không cần suy nghĩ phải làm gì. Mà em phải sống như thế nào cho đáng một kiếp người em à. Anh Hòa, chưa có ai dám nói với tôi như vậy. Nhìn bề ngoài á, tôi là một con người cứng rắn. Nhưng với tim yêu thì nó vô cùng yếu đuối, nhất là khi xa vào cạm bẫy yêu đương. Đã quên cả lối đi về, bị người ta treo ghẹo quá nặng nề. Trái tim yêu đương đã bị cô dắt cạn kiệt. Anh chớ hiểu lầm mà xảy ra chuyện không hay. Đã bao lần em muốn muốn thú thật rằng những đấm sai đường mật cô đã trao trọn hết cho người yêu cô. Chỉ có tôi mới là rồ dại nên mới bị cô cợt đùa vô cùng thảm hại. Thế triệt với em còn là khoảng cách. Giữa nơi này minh chứng có trăng sao. Tim em ta thiết dạt dào, và cũng lần đầu em cho gửi trao. Giờ đây không biết dùng lời nào để cho đôi mình mãi mãi bên nhau. Mỹ Thường, cô đã thủ vai rất là hoàn hảo.
Nhưng sân khấu cuộc đời nó nghiệt ngã lắm cô à. Có vai thì phải có trả. Tốt hơn là mình chỉ là tình nhân. Lúc nào thích thì gần, không thích thì xa. Không nên dựng chuyện dối trá. Gì? Nửa khuya anh gọi điện cho tôi. Chính anh đã tỏ tình, chẳng lẽ là sự dối trá? Chính tôi là nạn nhân, đã nhiều phen sa vào lưới tình hư ảo của cô. Giờ đây tôi đã sáng mắt sáng lòng rồi cô ạ. À. Anh tưởng tôi si mê anh lắm sao? Loại người đàn ông cao thượng như anh đều chết tiệt rồi. Chỉ còn mình anh à? Cô không nên phí sức. Tôi không thể yêu một cô gái tự cho mình cái quyền văn bảy tình để tiêu khiển. Từ bây giờ, thưa tiểu thư, trừ tôi ra, nếu muốn thì cứ lao vào bất kỳ đàn ông nào còn ảo tưởng dây quanh cô, để mặc sức cho cô mà bày trò lựa chọn giải sầu. Khốn nạn! Đây là tiền xe và địa chỉ. Anh hãy chạy đi. Mở cửa ra! Mở cửa ra! Hai, anh đã làm gì Mỹ Thường? Mỹ Thường làm sao vậy Thu Phong? Bác Lâm gọi điện nói Mỹ Thường gào thét tên anh, rồi muốn nhảy lầu tự tử kìa. Không dễ chết như vậy đâu. Anh sao vậy? Nói cho em nghe đi. Mỹ Thường còn đòi giết anh nữa kìa. Cứ đến đây mà giết, anh cũng đang chờ đi nè. Anh Hai à, anh nói nhảm gì vậy? Thường là bạn thân của em mà. Anh chưa làm điều gì sai trái với Mỹ Thường. Em thừa hiểu nhân cách của anh mà Thu Phong. Anh Hai, em nào dám xúc phạm đến nhân cách của anh. Mà chỉ khuyên anh nên nghĩ suy tường tận, kẻo thâm tình xa tan. Nếu lỡ gây phiền muộn làm Mỹ Thường không than, em khuyên anh nên đến gặp Mỹ Thường, dịu ngọt đôi câu kẻo hậu quả khó đo lường. Anh chẳng lỗi chi và cũng chẳng làm tình tội, thì lý do nào bắt anh xin lỗi người ta? Anh Hai à, em không nghĩ quấy cho anh, và cũng không bao giờ bắt anh phải hạ mình xin lỗi. Suy đi rồi anh cũng nên nghĩ lại. Đừng vì chút lòng tự ái mà làm keo xả hồ tan. Kẻ khóc than người sầu tuyệt vọng, gánh đau thương trên bể hận sông tình. Sao anh không tự trách riêng mình? Nếu không quen biết sau bao lần hò hẹn, không dùng tiếng quyển giọng kèn, sao quyến rũ được tình yêu? Tội nghiệp đời người con gái biết bao nhiêu, em gái của anh cũng đồng chung phận gái. Em sợ anh sẽ gánh sầu thương mãi mãi, khi nhân gian không còn người con gái tên thương. Dần trăng ai sẽ lên đôi, nửa ánh dâm trường.
tình yêu tôi đã ươm mơ. Tôi đợi tôi chờ sao ai nỡ đành tâm. Bao đắng cay em mà khi duyên tình dở dang. Một bên nước trong trăm ngàn bên đục tường tận. Nghĩ suy kẻo lỡ dở duyên tình. Em của anh là người bên lề, người ngoài cuộc sáng suốt hơn là người trong cuộc. Anh hai à, nữ nhi không bao giờ lên tiếng trước. Anh chỉ ngỏ một lời là tim lòng sẽ rộn niềm vui. Cũng hay. Nè, khai mau, em đã yêu ai? Đã bị ai hớp hồn? Anh cần dạy cho cô ấy một bài học nhớ đời. Sao còn chưa đi? Lỡ xảy ra án mạng thì sao? Bà, đâu có cần thiết phải quan trọng quá vấn đề vậy ba. Anh hai à, từ nãy giờ em đã nói mà. Dẫu sao cô ấy cũng là người đàng hoàng. Con đừng để cha mẹ phải mang tiếng xấu gì. Má, má đừng có buộc tội con như vậy. Cô ấy quá quắt lắm. Như vậy Mỹ Thường là người có tội à? Khó hiểu lắm. Tự dưng nửa đêm nửa hôm con tới nhà rủ rê cô ấy đi chơi. Chẳng lẽ vì con quá chân tình đối xử mà con gái người ta bỗng dưng đòi tự tử hả? Ba à, cô ấy là người thích đùa ba. Cô ấy thích đùa hay chính con là người kiêu ngạo bẩn cợt? Sự thật là... là họ muốn buộc người mình yêu phải ân hận đến suốt cuộc đời. Và để chứng minh lòng thủy chung không đổi dời, xa cách nhớ thương gặp nhau thì thù hận. Ba không phải nhà tư dân ái tình mà vẫn còn thấy rõ được tim con. Mỹ Thường héo hon lòng con đang sao động. Nghe mẹ đi con đừng chia rẽ duyên tình. Nếu không yêu con thì giải chi quý việc đời mình. Xây tổ rồi đừng để chiều đông về căn nhà lẻ loi. Hai phương trời suốt kiếp đơn côi, dịu ngọt một lời nước mắt sẽ thôi rơi. Mỹ Thường em ơi, sao hai ta lại quá ngông cuồng, đưa thuyền tình vào biển hồ nước mắt, rồi chơi với lạc đường đành rỉ máu. Hòa, con đã suy nghĩ được tâm ý của ba rồi. Ba tin con sẽ có hành động của một đấng chính nhân quân tử. Ông à, sau cuộc làm lành của tụi nó, tôi với ông lo chuẩn bị trầu cao là vừa rồi. Ờ. Anh hai,
Con chần chờ gì nữa? Đi đi con. Dạ, cháu chào bác. Ôi, hai cháu đến đây bác mừng lắm. Thưa bác, Mỹ Thường đã ổn định tinh thần chứ vậy bác? Cũng nhờ bác sĩ tận tình chăm lo. Cháu xin thưa với bác, cháu luôn luôn mong muốn những điều tốt đẹp cho Mỹ Thường. Bác ơi, bác hãy tin lời anh cháu. Tin thì bác tin, mà lo thì bác vẫn thầm lo. Cho bên tình yêu hoài công, cho bên cô liêu kháng cô kiêu thang, mà đò kia vẫn xa bên đời. Dòng sông con còn trôi, nhưng đò bến mà thôi ai nỡ lìa đôi. Cho heo bờ môi. Tánh ý con bác rõ hơn ai hết, nên chuyện xảy ra vừa rồi bác không trách hờn gì cháu cả. Cháu thú thật, cháu và Mỹ Thường quen nhau đã hơn một năm. Bác hãy xem sấp hình này đây sẽ hiểu rõ hơn. Anh hai, hình này anh đã chụp được ảnh Mỹ Thường nhiều nơi quá. Vậy mà Mỹ Thường không hề nhìn nhận. Cô ấy đã ngụy tạo gia cảnh ca sĩ Diệp Thúy vô cùng bi đát. Mỹ Thường còn dựng chuyện Hải Âu giết chồng vũ phu rồi lao xuống biển tự tử, may mà gặp cháu cứu sống. Cháu à, cháu hãy tha thứ cho Mỹ Thường. Thật ra lòng dạ Mỹ Thường rất ngay thẳng. Nó ham vui quá, không hề đo lường hậu quả. Chào bác. Hai cháu cứ tự nhiên. Mỹ Thường nó còn ngủ hả bà? Gieo gió thì gặp bão. Cũng mong lần này nó được cảnh tỉnh, nhu mì hơn. Tôi biết mà, Mỹ Thường thích lao vào cuộc sống, muốn tự nếm trải cay đắng ngọt bùi. Đáng thương hơn là đáng trách phải không cháu? Mặc dù còn nhiều công việc bề bộn, nhưng bác đã bỏ hết vội vã về đây. Liệu lẽ nào bởi hai bác quá chiều chuộng thương yêu, nên đi nó nghịch ngợm bấy nhiêu, nay đã khác biệt trăm điều. Hãy u tư trầm mặt cô liêu. Thưa bác, cháu rất vui khi nghe bác phân càng. Riêng cháu đây cũng có những lỗi lầm, vì cháu mà hai bác phải âm thầm gánh phiền muôn ưu tư. Hòa ơi, bác chỉ than thân cách phận là vợ chồng bác, từng tuổi này mà phải âm thầm đau khổ vì con. Hai bác muốn lấy vàng son trùm phủ bao quanh cuộc đời của đứa con yêu quý, miễn làm sao cho con nó được vui lòng. Chiều chuộng thân yêu khi con
thương nó vừa mới rõ cái lòng. Bác rộn vui mỗi khi nhìn thấy nó nghịch ngợm đùa giỡn khác thường, mà cũng chẳng rầy ra. Tính ý đó lớn dần càng khác biệt với người ta. Biết bao lần bác dùng tiền đền bù khi nó ghẹo triêu chọc má. Nó quen ngồi trên chữ giàu sang dương giả, dùng tiền bạc thừa dư để mua cả đủ cùng. Cái lỗi lầm của tôi với bà giờ đây đem cả gia sản này cũng không sao chuộc nổi. Phẩm giá nết na không thể dùng tiền trao đổi. Hạnh phúc đời người không chỉ xây dựng trên đền tháng cao sang. Cháu nghĩ Mỹ Thường là một cô gái thông minh, chắc sẽ thấu hiểu được tâm nguyện của cha mẹ. Ông còn dám đến đây à? Mỹ Thường là do mẹ mời đó. Nghe nói Mỹ Thường bệnh, mình và... Mình cảm ơn Thu Phong. Nguyễn Hòa, xin ông đi đi. Ở đây không có chỗ đứng của ông đâu. Bình tâm lại đi Mỹ Thường, mọi người đều lo lắng mà. Tôi tự biết lo cho mình. Đi hết đi, đi hết đi. Giữa con và Hòa có gì không hiểu nhau, thư thả sẽ giải quyết mà. Mẹ nghĩ cậu Hòa đây là người biết nhân nghĩa ở đời. Mẹ lầm rồi. Lòng dạ hắn vô cùng ác tâm ác đức, là kẻ mặt người dạ thú. Mỹ Thường, con không nên quá lời như vậy. Ba mẹ, con bình tĩnh lại con. Mẹ ơi, con ức lắm mẹ ơi. Cô ức hả? Cô ức không bằng tôi ức đâu. Cô không muốn nhìn thấy mặt tôi thì cô cũng đừng tưởng là tôi muốn gặp cô. Anh ăn tiền của ai mà chịu khó mất công điều tra như thế này? Có ai thuê anh đâu. Sao phí sức vậy hả ông nhà báo? Cô thích bài chuyện chọc phá người ta. Cô đã liều mạng nắm đầu tôi. Nhưng rất tiếc, cô đã nắm nhầm cái đầu trọc rồi cô à. Thì ra anh rất tâm trả thù tôi. Anh đã lãng giảng trước mặt tôi rồi biến mất. Anh cho tôi mong chờ héo hắt thỏa mãn tính khí kiêu ngạo, chứ không hề yêu tôi mà. Cô đừng có giả vờ đau khổ để buộc tội người ta. Cô nên tự soi xét lại tính khí của mình đi. Đắc thắng vội vàng quá ha. Tôi mà đau khổ à, nhảy lầu tự tử à. Chỉ là sự đùa giỡn thôi. Thích quá khi sai khiến được một người thông thái như anh. Hãy nhìn lại đi, bộ dạng của anh á hả, đã bị nhèo nát từ đêm qua tới giờ rồi. Trời ơi, ông ơi, sự dịu dàng thường ngày của con tôi. Thưa hai bác, cô Mỹ Thường vẫn chưa kể hết rằng cô ấy vẫn còn thích thú trốn khỏi nhà để xà vào lòng tôi trong đêm tối. Hãnh diện à, anh chỉ là người thứ mấy trăm được tôi ban bố cho cái hôn. Mỹ Thường, còn quá đáng lắm. À, ba ơi, con trẻ tương lai của ba đến kìa. Dạ, cháu chào hai bác. Sức khỏe của Mỹ Thường bình phục rồi à? Hôm nay đại hội gì mà đông đủ thế này? Triệt ơi, đây là nhà báo Nguyễn Hòa, anh của Thu Phong đó. Ông Hòa, đây là Thế Triệt, vị hôn phu của tôi đó. Làm quen đi. Anh Mỹ Thường, Mỹ Thường. Không ngờ vở kịch hạ màn nhanh quá, anh hết vai rồi.
Xem ra hiện tượng Nguyễn Hòa này rất là hấp dẫn nên quý vị mới nhiệt tình bàn cãi dữ vậy ha. Ừ. Ê Hòa, tao nghe nói mày định theo nghề săn ảnh người đẹp hả mày? Em cứ tưởng anh Nguyễn Hòa là bậc cao thủ, ai dè cũng phải xếp cánh cho tình yêu phụ bạc. À, sự khắc gà nhận không có thiếu đâu nha. Khi cần nhà dở lắm nha Hòa ai mà. Dạ, khải tấu lão Phật già. Nè, hai anh định hát tuần gì nữa đây? Thú thật lòng, tôi rất yêu mến Mỹ Thường, nhưng vì mặc cảm bị đánh lừa nên tôi cố nén tình kia cho nó chìm vào trong quan văn, để khỏi phải nhớ thương một dĩ vãng yêu đương đã vùi sâu trong tâm trí kẻ vô tình. Trách ai đây hay tự trách cho mình? Hình ảnh của cô gái hôm nào vẫn còn khắc đậm trong trái tim tôi. Một hải âu ngồi có ro bên bếp lửa tàn, nhìn khói lam tắt dần trong tuyệt vọng. Bao hoài mong cùng Diệp Thúy ướm mơ dệt mộng cũng bị chôn vùi không cho nó nụ tâm xuân. Anh hai à, anh đã trải qua bao chặng đường khó nhọc tìm hiểu, từng vì tự ái mà trở thành người chiến bại. Nếu cả hai người cứ mãi âm mưu tìm lời tranh cãi thì đau thương bào mòn khát vọng tình yêu trong trăng. Chẳng lẽ tình cảm hai người xây dựng bấy lâu nay để cho cơn gió không đủ sức gây thành bão kia số ngà? Mày hãy nhìn vào sự hồn nhiên ngây thơ lầm lỗi của Mỹ Thường, có đáng được thứ tha hơn là kết tội? Hãy nhìn lại sự lầm lỗi của chính mình đi, thì lỗi của người ta cũng sẽ dễ dàng tha thứ. Chứ mãi tự ái tự cao hoài thì làm sao mà chắc cánh bay vào khoảng trời xanh thơ mộng. Không có bão giông thì trùng dương làm sao dậy sóng, anh phải vững tay chèo lái thuyền mộng về lại bên bờ. Tôi phải hạ mình làm lành với Mỹ Thường sao? Đúng, nếu thật sự yêu thì không nên quan trọng quá vấn đề, mà là lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Còn những cương quyết nhất quá. Ok, tìm ngay cô gái khác mà điền vào chỗ trống. Hẹn à, có duyên ghê ạ. Bao nhiêu người nói vô, con mình quyết cô nương đây bàn ra. Làm, không lẽ em yêu Hòa rồi hả? Nè nè nè, cái cha này chuyên buôn nước bậy. Vậy sao em xuống người ta rã bèn? Thôi đi, buôn lại cha. Nói quan cho người ta hả? Coi chừng quỷ già xa cắt lưỡi không à. Dạ, cho em xin đi. Trời ơi, vàng xin cái chuyện thằng Hòa chưa xong đã cắt sứ giả hòa bình đã lộn xộn với nhau rồi. Còn mày nữa, mày nên rộng lượng, bình tâm suy nghĩ lại đi. Nghĩa là tôi và Mỹ Thường phải bắt tay nhau. Thế Triệt à? Nguyễn Hòa, mời ngồi, mời ngồi, mời anh. Cảm ơn, tôi không thích dùng thứ này. Đời mà, phải tập cho đủ mọi thứ để tùy cơ ứng biến. Nếu lỡ sau này chết xuống diêm vương, khỏi ân hận thành ma chết thèm. Cành hông mới đáng cho thật tham ăn, chứ còn thèm khác thì có chết ai bao giờ. Nhưng no rồi ngơi nghỉ chờ thời, còn khát thèm thì phải lui tới kiếm ăn, gặm cho kỹ thì khó khăn bên khát thèm. Tìm hướng đi thì nó vẫn hơn là ngồi nghỉ, lý tưởng gì mà bó gối khoanh tay. Nè, ở đời thẹn nhất là làm trai,
thừa cơ nước đục thả câu chờ thời. Anh đúng là nhà viết lách à. Dòng do làm gì? Tỷ Mỹ Thường phải không? Còn ngủ à, hay là để tôi lên phòng giật cô nàng dậy? Dạ thưa bác. À, để bác cho gọi Mỹ Thường. Dạ, để con đi gọi cho. Cháu có việc đi ngang qua đây ghé thăm hai bác. Ờ, à, tiện dịp ở lại dùng cơm trưa với gia đình. Dạ à, dạ xin phép bác, cháu đã có hẹn với tòa soạn. Ừ, cháu không định gặp Mỹ Thường à. Em nhộn lắm, em hét lên bây giờ đó. Hét đi, anh đâu có sợ đâu mà em dọa. Mẹ, mẹ ơi, nhà mình đâu có ai cần thợ săn tinh đâu. Nè, vẫn khỏe chứ? Vốn ăn ngay ở thẳng nên tôi rất khỏe. Chúng tôi sẽ không quên gửi thiệp cưới cho ông. Nè, cô đừng có tưởng người con trai nào gặp cô cũng đều phải đau khổ vì cô nha. Chính ông vẫn còn đủ thông minh nhìn nhận đã chiều chuộng tôi qua bao cuộc hẹn hò. Mỹ Thường, con. Dạ, để con. Nè, Mỹ Thường đã muốn đoạn tuyệt, gặp nhau là cãi giả nặng lời. Theo tôi thì anh không nên tới đây gây phiền toái. Anh lấy quyền gì mà ngăn cản? Ủa, anh vẫn còn ngủ mê à? Đây là vị hôn phu của tôi đó. Rồi sẽ có một ngày cô sẽ ân hận vì sự mù quáng bởi cợt đùa cả tương lai và hạnh phúc của chính mình. Anh ơi, hôm nay mình bàn về việc đám cưới của mình đi anh. Wow, bác rất tiếc. Dạ, thưa bác cháu về. Thế thì anh cũng về đi. Chính em đã hẹn anh đi dạo mà. Về đi, nếu không tôi hủy bỏ cuộc kết hôn này đó. Anh về. Dạ thưa bác cháu về. Còn nói giúp Mỹ Thường một tiếng, tôi giết cô ngay. Hòa ơi, đừng bỏ em. Cứu em. Em chết mất. Em chết mất. Cứu em. Cứu em. Chỉ là giấc mơ. Hòa ơi, lẽ nào anh bỏ mặc em lao vào một cuộc hôn nhân không từng yêu hả anh? Mỹ Thường, con làm sao vậy? Con chết mất mẹ ơi. Đừng có nói dài, không nên đâu con à. Đó là sự thật. Mẹ ơi, quanh con giờ đây không còn một niềm vui. Người chẳng muốn sang sông mà đò cập bến. Hỡi chuyến ân tình, ai đã đưa mình lạc nẻo bến mờ. Quang đạo văn tên.
mịt mờ. Gần đá chơ dơ vì rong biển xa mờ. Xua đuổi hải âu chi cho đảo quang lì lơm. Rong nó trôi rồi thì gần đá quạnh. Mẹ nói giúp Nguyễn quà đó à? Mẹ thích quà hơn Triệt phải không? Con yêu ai chọn ai cần suy xét chín chắn. Nếu không tự chuốc khổ về sau. Nghĩ kỹ đi con, rồi quyết định vẫn chưa muộn. Vẫn còn kịp hả mẹ? Mẹ ơi, cảm ơn mẹ. Khuya rồi, mẹ hãy về phòng kéo ba con lại. Alo. Alo. Sao không ai trả lời vậy? Alo. Mỹ Thương đây. À, thì ra cô vừa gọi tôi đó hả? Dạ. Chắc hôm nay bà buồn tình vì không có ông Thế Triệt bên cạnh à? Ủa, sao bà im lặng? À, bà lại định diễn cái trò gì nữa đây? Thưa bà, tôi không có biết đóng kịch. Bà thử tìm người khác giải sầu đi. Cùng đường ra. Tất cả đàn ông trên thế gian này đều bỏ rơi bà rồi sao? Đồ quỷ dữ, chơi xuống địa ngục đi! Mỹ Thường, tại sao lại tự hành hạ bản thân, trong khi con vẫn còn yêu Nguyễn Hòa tha thiết? Con không bao giờ yêu hắn nữa. Nếu thương con, ba mẹ bảo Thề Triệt sang cầu hôn, rồi làm lễ cưới gấp cho con. Xem như từ nay không có Nguyễn Hòa, con sẽ chôn vùi duyên đầu của đời con. Con có hiểu hôn nhân là việc hệ trọng cả đời. Ba cũng mong cho con yên bề. Kể ra Thế Triệt cũng là một người đáng tin cậy. Ông nghĩ sao mà quyết định vậy? Tụi nó quen nhau 3 năm chưa một lần cãi vã. Còn với Nguyễn Hòa, gặp nhau lần nào cũng đều to tiếng. Khó có hạnh phúc lắm bà ơi. Wow,
em muốn được chết trong vòng tay của anh. Mỹ Thường à, ăn một chút đi em. Ngày cưới gần kề mà trông em xanh xao quá à. Em đỡ nhiều rồi. Kể từ ngày hôm nay, anh xin được ở bên em, chăm sóc cho em. Không cần đâu anh. À, trưa nay ba má anh sẽ qua thăm. Anh sẽ thuyết phục hai bên cha mẹ thông cảm cho tụi mình quản ngày cưới. Khỏi đi anh, em đã làm phiền nhiều người lắm rồi. Anh nghĩ được lấy nhau rồi, em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này. À, chuyện Tư Phong và Thế Hạo tới đâu rồi hả anh? Khăng khít lắm. Sau hôn lễ của chúng mình, không bao lâu là đến tụi nó. Có tình yêu làm nhịp cầu cho hôn nhân, thật là tuyệt vời. Thường à, giờ phút này mà em vẫn còn ôm sầu hận với một người, rồi chọn anh để lấp đầy trống vắng à? Chẳng Mỹ Thường, là duyên phận. Nếu duyên phận của em không trớ trêu thì anh không thể có em. Dù anh đã ấp yêu hơn 1000 ngày đêm thương. Mỹ Thường ơi, thược dược hải đường nở rộ giữa trời đêm, là để đền ơn người chăm sóc. Còn hoa của lòng anh chưa nở mà như héo rũ, vì không có bàn tay ấp ủ tàu nên hình. Biết lìa thân xác nhưng tâm vẫn nhã sợi tơ tình. Hôn nhân chúng mình đang ẩn vật một điều phi lý, người gần không nghĩ mà nghĩ kẻ xa xôi. Tình tôi như áng mây trôi, suốt đời cũng không sao che lấp được dần nắng tỏ ràng. Chỉ mong bình minh mau đổ vàng, cho sức sáng của trăng không còn đủ soi liệu rồi. Giờ gầy như lá liều, để cho kẻ nhìn trăng phải thất tiểu bơ phờ. Anh là kẻ sang sông mãi mãi đợi chờ, sao thuyền vẫn hững hờ neo trên bên vắng. Ngồi có gió giữa trời đêm sương lạnh, bởi si tình nên mặn mùi khó thương. Mỹ Thường, hãy tha thứ cho em. Anh yêu em. Anh hai, sao anh không chuẩn bị đi dự lễ cưới của Mỹ Thường với... Tại sao không phải là anh? Tại sao không phải là Nguyễn Hòa mà là Tân Thế Kiệt? Anh hai, anh bình tĩnh lại đi, đừng có điên cuồng như vậy nữa. Định mệnh đã an bài rồi kia mà. Đừng nói tiếng định mệnh,
mà phải nói là anh quá tin nên mới ôm hận. Một mình chuốc lấy chua cay, bao nhiêu mộng đẹp giờ như khói mây bay. Không ngờ người ta có một biệt tài, sao không lên sân khấu để mà khôi hài. Mỹ thường yêu anh chứ không đùa cợt, cả hai hiểu lầm nên gian dở tơ duyên. Tôi lầm gương mặt diễn trò của cô ấy, lầm cả cử chỉ yêu đương, từng lời thề thốt đẹp như thơ, như trăng mờ bên xuôi. Nên tôi đã chờ đã đợi đêm hết mau, tim yêu dần kẻ phản bội vong tình. Làm sao xóa tan khi tình đã dương tình. Còn đâu những buổi chiều bến suối, cùng hẹn hò đắm đuối trao nhau. Xuân đã thoáng qua mau, còn chi nữa mà hạ lại chắc chiêu hoài bao. Nụ hôn ai trao bờ môi chưa ráo, mà máu lệ trào ra thành dĩ mặn môi mình, ôi ngọt ngào. Còn gian lại lời yêu đương quá chua cay, nghe chua xót chán chường của dĩ vãng đau thương. Tim yêu vẫn vấn vương, nhưng lại xe thắt đoạn trường. Lòng người khó đo lường, được hết tình yêu đương. Những cánh sao tỏa sáng muôn phương, chưa soi sang nghi hết đoạn đường, thì làm sao tôi tận tường định nghĩa chữ yêu đương. Hãy quý viết một hình ảnh trong tâm tưởng, ghép làm chi khi gương vỡ dũng tan tành. Càng dấn dương chẳng ít lời gì, giọt đắng sẽ viết lần mòn cơ thể. Hai mạnh giang cùng em đến chúc mừng hôn lễ, chứng minh cho họ thấy rằng anh vẫn là người má thương thanh cao. Chào bà Thế Triệt. Thưa bà Thế Triệt. Chào bà Thế Triệt. Không, không, không. Trong nhà không. Em yêu anh. Chúc em hạnh phúc, không lạc loài bơ vơ như cánh hải âu du lịch. Thank you.
không? Phải vào tận phòng riêng anh mới chịu. Tả ra đi mà. Được rồi, em cũng quan tâm đến trang trí nội thất nữa à. Sao, có vừa lòng người đẹp không? Anh mua sắm chi những thứ này đắt tiền vậy? Ba mẹ em giàu có quá, họ muốn chúng ta phải được hưởng thụ cho đúng tầm cỡ của giới thượng lưu. Anh nói sao? Tất cả những tiện nghi này đều theo gợi ý của ba mẹ em à. Ba mẹ em bỏ tiền ra mua nhà thì đồ đạc trong nhà phải chi luôn, có đáng là bao? Ba muốn vợ chồng ta được vui lòng. Có đáng gì để em thắc mắc? Kể cả chi phí của tuần trăng mật vừa qua, tất cả đều là tiền của ba. Từ khách sạn đi du lịch đến xe hơi, kể cả cuộc du hí ăn chơi, em có người cha mập đĩa qua mà. Không xài như vậy, tiền đó để cho ai? Còn ba anh? Ba anh đâu phải là tỷ phú. Anh đã từng trải qua cảnh nghèo khó, anh sợ túng thiếu lắm. Mà thôi, hãy bỏ qua tất cả. Trước đây có bao giờ anh tỏ vẻ thấp hèn đâu. Anh từng là người có sự nghiệp thành đạt mà. Anh có xe hơi, anh có... Anh phải cố gắng bươn chải lắm mới tạo được cái phong thái trưởng giả của giới thượng lưu, mới trúng được em. Anh đã tham lam, tính toán. Anh nghĩ vợ anh cũng là người thông minh, có chồng phải biết gánh vác gian sang nhà chồng. Đừng hòng, đừng hòng anh biến tôi thành con cờ trong tay anh. Tôi vẫn tưởng mình lấy được người chồng đáng kính chứ. Anh không ngửa tay xin tiền của ba em đâu nha. Ông ấy sợ em lấy thằng chồng viết báo lông bông nên mới hợp tác với anh để cho anh cưới em. Sao là... là hợp tác? Tôi đâu phải món hàng để các người trao đổi, mặc cả. Tài cán như anh làm sao mua nổi em? Nhờ trời, anh được ba mẹ em cho không đứa con gái cưng. Suy cho cùng, mọi người đều muốn em hạnh phúc. Nhưng không phải là thứ hạnh phúc theo kiểu tính toán, thủ đoạn. Thậm chí một người cha đáng kính như là ba cô cũng phải biết thủ đoạn, tính toán để qua mặt vợ con. Anh nói gì? Ba tôi mà. Chuyện của người lớn em không cần quan tâm. Nè, từ giờ về sau cưng phải biết lựa lời mà nói với chồng nghe cưng. Anh dám? Tôi đã quá sức kiên nhẫn chiều chuộng, chịu đựng tính khí không bình thường của cô suốt tuần trăng mật. Tôi sẽ bóp nát cái thằng nhà báo còn lởn vởn trong đầu cô. Anh cút đi! Sao ông về trễ vậy? Hai hôm trước tôi có ra phi trường đón. Có một số công việc mới phát sinh cho nên tôi phải nán lại. À, hổm rày Mỹ Thường có về không bà? Hai ba bữa trước nó có ghé. Tôi linh cảm có chuyện không vui. Mới lấy chồng chưa đầy năm mà sao con nhỏ nó héo hon quá ông à. Trước ngày tôi đi, thằng Triệt có đến tìm tôi để lấy thêm 50 triệu để quá trương thêm cửa hiệu. 30 triệu tháng rồi đó, hết sạch rồi sao? Nó bảo Mỹ Thường xài phí tiêu hao, lương tiền chẳng có là bao, không đủ cho con mình chứng diện xài cao. Thế nên nó cần thêm 50 triệu để mà quyết trương ra, để mua lại cổ phần của hãng buôn. Nghe ngọt tai nên ông mới đưa luôn. Nè, tôi khuyên ông tiền bạc ông càng nên cẩn thận, trèo càng cao té càng đau. Chức giám đốc tôi chưa đủ cho nó hay sao?
chỉ có ăn cướp mới làm giàu mau. Vô tụi bay. Yeah. Yeah. Sáng cho em luôn tụi bay ơi. Thôi, thôi đi anh Hòa. Cái gì? Anh chưa có sai đâu. Nè, em tên gì vậy? Ông của tao đó. Hả? Không có thiếu gì gai góc bản lĩnh đâu nha mày. Hoa hồng hả? Hoa hồng đẹp nhờ có gai phải không Bình? Chích đào đó. Thôi, mấy anh nên dành lời khen cho các tiểu thơ đại cát chăm anh. Còn tụi em thì làm sao mà dám hổng chịu khách được. Hay. Nè, em tên gì vậy? Em hả? Em tên Điệp. Điệp. Điệp á, mới có tên Điệp cơ mày. Tao tên Lan. Điệp á là nở vào mùa hạ để khoe sắc trong tiếng ve sầu. Một loài hoa thanh cao trông trắng phải không mày? Xuất khẩu thành thơ nữa. Nên nghe tao nói nha. Tao nói á, tóm lại á, tất cả người đẹp trên thế gian á nói đều dễ sợ phải không em? Rồi vậy thì 1, 2, 3 vô. Anh ơi, em nói anh đừng có uống nữa mà. Sao? Em phải ép anh uống thật là nhiều để có đầu lon chứ. Người ta uống vui thì em ép, còn anh á, anh uống để tiêu sầu. Tại sao em biết? Thì anh nhìn xem. Tao phải giết cái thằng này. Anh nên sai quá rồi. Đó là ông Phạm, đại gia hào phóng, một người đàng hoàng nha. Anh biết không, bọn em mà ai cũng mơ được ngồi chung bàn với ông ấy. Đàng hoàng hả? Còn khuya. Bộ mày tưởng tiếp viên ở đây là nữ tu hết hả? Tao nói thằng Triệt nó không thể sống như vậy được, vì nó đã có vợ. Nghe em nói nè, 10 đàn ông đến đây, hết 9 người đã có vợ rồi đó. Vừa vợ nè. Anh sẽ chứng tỏ bản lĩnh đàn ông. Đêm nay anh sẽ ở lại với hai em nghe. Triệt, thằng khốn nạn, mày phải về với Mỹ Thường, không được ở đây. Mày lấy quyền gì mà cấm tao? Mày vẫn là thằng nhà báo quen chạy cơm chạy gạo hàng ngày. Khốn nạn, tao phải dạy một bài học tên người mới được. Mày còn phải học ở tao nhiều lắm. Bà nghĩ sao về thằng Thế Triệt? Tôi nghe nói á, nó hay lui tới các sòng bạc và cả tủ điếm nữa. Hay ông thử khuyên can nó coi. Có lẽ vì chuyện làm ăn nó cần phải lui tới thôi, miễn nó không bỏ rơi con mình là được rồi. Mẹ giải quyết giùm. Chuyện gì vậy Thường? Suốt ngày qua Thường đi đâu không hề cho con biết. Con gọi điện tìm tất cả nhà người quen. Đến khuya về Mỹ Thường đòi ly dị con. Mỹ Thường, con có biết Thế Triệt chí thú làm ăn cung phụng cho con, con có biết hay không? Chuyện hôn nhân không thể cận đùa. Bây giờ con đã có chồng, con đâu phải như ngày xưa. Con hiểu rồi, xin ba bớt giận nghe lời con phân trần. Vì trong cuộc hôn nhân lỗi đâu phải tại con. Ba thương con hằng mới, mọi tiền ba được lợi dụng.
dũng mở công ty phung phí ăn chơi. Đến đây ba đã rõ nguồn cơn, con hãy nghe lời của ba phân, đừng nên tự ái giặt vì ba cho tiền thế triệt. Con gái của ba, tiền đó ba tự nguyện, không phải nó bịa chuyện. Không phải con nói chuyện đó đâu. Mới tạo dựng cơ nghiệp, không phải ai cũng may mắn có sự bảo trợ nâng đỡ. Đồng vợ đồng chồng thì tác biển đông cũng cạn. Đó, ba mẹ thấy không? Con đã nói ngay từ đầu, vậy mà ba cứ ép con mua xe mở công ty cho nở mày nở mặt với thiên hạ. Nhưng vợ con thì... Thôi con, chẳng qua Mỹ Thường còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện làm ăn phức tạp của con. Con cứ về trước để ba mẹ khuyên bảo Mỹ Thường. Trăm sự con nhờ ba và mẹ, nhưng ba mẹ cũng đừng rầy vợ con tội nghiệp. Mỹ Thường, anh chờ em. Ba hiểu, con vẫn hết lòng chăm sóc cho Mỹ Thường. Xin ba xem xét cho tường tận. Chắc có kẻ nhắm vào gia sản của ba mà rắp tâm chia rẽ vợ chồng con. Ba hiểu con. À, suýt nữa con quên. Hình như là... mẹ biết tin gì đó về chuyện ba mua nhà. Con trả lời sao? Con thì lúc nào cũng bảo vệ chân lý của ba, nhưng cái kim ở trong bọc lâu ngày thì... Ba biết, cần phải thu xếp ổn thỏa mà. Thật lòng con có nỗi khổ tâm, nhưng con không muốn làm phiền ba. Mấy tháng qua công ty bị thua lỗ, nên con đã âm thầm thế chấp căn nhà 500 triệu. Trời, sao con không bàn bạc với ba để tìm cách cứu gỡ? Hả? Mỹ Thường muốn con phải tỏ rõ bản lĩnh của một người chồng đáng kính, nên con nghĩ đã lỡ thua keo này thì phải quyết bài keo khác. Nghe lời ba, con không nên liều lĩnh. Con rất muốn tin lời hứa của ba. Ba vẫn còn đủ sức lo liệu mọi bề cho hai con mà. Làm lại từ đầu đi em. Con muốn ly dị. Mẹ, mẹ thương con, mẹ hãy giúp cho con mẹ ơi. Tội nghiệp con tôi, phải có lý do chính đáng con à. Hắn không hề yêu con. Không còn cách nào cứu vãn sao con? Dẫu sao mình cũng là phận đàn bà. Triệt lấy con vì tài sản kết xù của ba mẹ. Còn con, con không quên được Nguyễn Hòa mẹ à. Cha hiểu rồi. Đầu dây mối nhợ là do Nguyễn Hòa phải không? Phải. Con quyết định lấy Triệt để dập tắt lửa lòng đang cháy bỏng tình yêu. Nhưng con không ngờ. Quá thật là cái đồ điên. Chỉ điên khùng nên nghĩ suy như vậy. Chỉ có thấy Triệt mới chịu nổi tánh ngàn bướng của con.
vậy mà con vẫn u mê đi nhớ người trong mộng. Con gây rắc rối cho mẹ cha chưa đủ hay sao? Ba ơi, con biết nói thế nào để ba hiểu lòng con. Thế triết là người quỷ quyệt tranh ma. Từ nay cha không thể luôn chiều con nghe được. Còn bà phải biết dạy con, kẻo mang nhục với người ta. Con hãy bình tâm suy xét, người đàn ông nào cũng ích kỷ. Trên tình trường, miệng thì nói cao thượng, mà hành động thì chỉ ly khắc khe con à. Vậy là cuộc hôn nhân này không thể đổi thay hả mẹ? Mẹ ơi, chắc con không sống nổi rồi mẹ ơi. Với Thế Triệt, con đánh mất tâm hồn vì Nguyễn Hòa. Nhưng con đường trở lại với Hòa, con là người bị chồng vùi dập ngược đãi rồi bỏ rơi. Như vậy là ngày qua ngày con phải tiếp tục âm thầm giấu kín. Câu chuyện của đời con mãi mãi đến thiên thu. Sống trong lạnh lùng tâm tối, chờ gió khuya về đang tóc rối. Sương nhỏ gió đồng trong tim, trở giấc triền miên không sao dỗ được giấc say buồn, chậm chờn nhìn ánh trăng qua mình. Nửa soi dặm trường, nửa in gối chiếc cô đơn. Mỹ Thường ơi, nếu con người sinh ra để chịu trăm đắng ngàn cay muôn sầu gian, gánh nặng khổ đau của một kiếp con nhớ thương sẽ làm cho con tắt hẳn nụ cười. Cuộc đời con từ đây sẽ u buồn cô độc, giữa đêm tối mịt mờ làm cánh vàng kêu sương. Cạn cuộc tất hơi cũng không tìm được tình thương, thân trơ trọi như nai tơ lạc đàn ngơ ngơ. Bão tố từ đâu làm cội thông già sơ xác, còn cành xanh trụi lá ở ven đường. Khóc đi con, cho mẹ được dỗ dành con như ngày nào mẹ ru con vào giấc ngủ. Con chơi vơi trong bão tố mịt mờ. Mỹ Thường ơi, con hãy cố nén đau thương giữ tròn đau hành. Con phải hiểu rõ, làm thân đàn bà thì không có quyền lầm lỗi trong hôn nhân.
bị tước đoạt kể từ lúc mình đặt tay ký tên, đưa tay đeo nhận. Hòa ơi, Mỹ Thường, em đang ở đâu? Mỹ Thường, anh nhớ em quá. Anh thật sự có lỗi với em. Chính em mới là người có lỗi. Em đã làm khổ anh. Sao anh không bỏ mặc em đi? Mỹ Thường ơi, bao lần anh muốn quên em thì lòng càng thêm thương nhớ. Mượn rượu nồng để sẻ chia niềm cay đắng trong tim. Nhưng khi tỉnh cơn say lòng còn quằn quại mới hay, máu của tim yêu vẫn còn đọng ở trong lòng. Anh biết người em không yêu em phải gọi là chồng. Có lẽ hai ta gần nhà mà xa cửa ngõ, nên em không nghe được lời reo gọi của tim anh. Anh vẫn âm thầm ấp ủ mộng ngày xanh, giữ từng hơi thở từng lời thương tiếng nhớ. Mắt môi anh đang nhìn em và nhắc nhở nụ hôn nồng cháy của thuở ban đầu. Dần sầu kéo theo muôn màu đen tối, con gì mà chờ mong ánh trăng soi dòng sông, trong bóng con đò dòng hò đêm đông. Vào đêm vắng gió đưa hương lành mang tình yêu thương đến muôn thu, tình vẫn là tình không phai. Hòa ơi, em biết giữa hai ta yêu như vậy là trái với đạo lý, nhưng không tài nào em cưỡng lại được với tim em. Từ khi chấp nhận làm vợ thế triệt là em chỉ muốn trả thù để anh nhận nhiều đau khổ. Trời ơi, anh có biết không, vết thù càng sâu thì vết sầu càng thêm đau đớn. Thế mới biết tình yêu không phải là trò để người ta đùa giỡn. Khi tim yêu không hòa chung hơi thở ân tình. Cũng vì anh quá kiêu ngạo, anh ân hận lắm em à. Em muốn được mãi mãi ở bên anh, nhưng không thể. Tại sao vậy? Em không tha thứ cho anh sao Mỹ Thường? Mỹ Thường đã chết từ khi quyết định lấy chồng. Em không xứng đáng với tình yêu của anh. Anh Hòa ơi, hài âu của anh, em hãy hứa với anh, em phải sống như cánh hải âu không mỏi. Em sợ mình không đủ sức. Thế triệt không bao giờ chịu ly dị. Mỹ Thường, hãy cùng anh tìm lại hạnh phúc đã một lần vụt khỏi tầm tay vụng dài. Hãy cố gắng lên đi em. Dạ, em sẽ cố gắng. Mỹ Thường,
em mời tất cả vào nhà. Vào. Thôi, để tụi mình ngồi ngoài đây đi, nó thoải mái hơn. Được rồi, xin mời. Các anh chị uống gì? Có bia không? Ừ, uống gì cũng được. À, cho ly học é. Thôi, nói chơi vậy chứ, mời lượt để khỏi phân bì. Nè, đừng có thấy người ta hiền mà bắt nạt. Ê, bắt nạt hồi nào mày? Bộ mày tính làm anh hùng cứu mỹ nhân ở đây hả mày? Đây, nước đây. Mời chư vị uống nước. Cô nương chu đáo quá, tại hạ vô cùng cảm kích. Dạ xin hỏi quý cô nương à, từ khi Hòa đại ca trở về Nguyễn Gia Trang, tâm thần có được bình an không vậy ạ? Trời ơi, mấy anh đóng phim gì mà đối thoại giống tuồng cổ quá vậy? Thiệt, tôi không nghĩ một người như anh Hòa mà lại đột quỵ trên tình trường. Chị biết sao không? Chắc tại ảnh thức khuya viết bài nên giờ này chưa có dậy nổi. Bọn anh đến thăm đều biết rõ tinh thần của Nguyễn Hòa đang bị tổn thương nên khó bề an giấc, ngồi đứng không yên, thao thức suốt đêm trường. Khi đã dương vào dòng yêu đương, gặp trai ngang nên cay đắng ngậm ngùi. Tao được tin qua lời của anh Hạo, tôi cũng ngạc nhiên và thắc mắc vô cùng. Mới được tin đang hội ngộ trùng phùng, sao lại nổi trận lôi đình gây cạnh trái ngang. Ôi cái thằng gì mà nó yếu mềm như cục bột, khi đã dở dang mộng ước ban đầu thì phải tìm cách mà nối lại nhịp cầu. Đằng này nó gác tay lên đầu gửi hồn vào đâu đâu. Ảnh chân thành thì lại gặp người gian dối, hỏi sao không ôm hận đêm ngày. Nếu là anh á thì bây giờ chắc anh còn bằng cái cùm tay á. Hú hồn, sức mấy thằng này bị suy tình. Cả nhà của em ai nấy cũng đều lo lắng, có cây hoa lá cũng héo tàn, chẳng ai vui vẻ luận bàn. Mỗi người mỗi cảnh, làm sao đổi buồn thành vui. Hôm nay có được nụ cười cũng là nhờ các bạn. Em mong cho anh Hòa qua cơn hoảng loạn. Anh Hòa với Mỹ Thường như xe lỡ trớn, chỉ đợi chờ lăn xuống hố sâu. Một kẻ ủ ê, một người âu sầu, một người đau đầu, một kẻ thêm sâu. Phải chi mình có phép màu, bắt lại nhịp cầu cho hòa hợp Hải Âu. Cô đi đâu giờ này mới về? Từ nhà cha mẹ tôi mới về chứ đi đâu. Cô không qua mặt được tôi đâu. Tôi điện thoại về nhà được biết cô đã rời bên đó lúc 5 giờ chiều. Bây giờ cô biết là đã mấy giờ rồi không? Trong thời gian đó cô đi đâu? Phải nói cho rõ ràng, gái có chồng tư cách phải đàng hoàng, chớ không còn phép đi ngang về dọc. Từ nay ra khỏi nhà phải có ý kiến của tôi. Không yêu nhau sao còn ràng buộc, anh cũng biết tôi không thích sống lệ thuộc. Tôi gian anh hãy buông tha cho tôi. Câu đó tôi không muốn nghe cô lặp lại, để rồi mang vào thân một thảm hại. Và cũng đừng mong gặp lại người tình cũ trong những ngày còn lưu lại nơi đây. Anh đã toan tính những gì mà tôi không được biết được hay? Chính cha cô đã sắp đặt chuyện này và cho tôi cả tài sản ở phương xa. Anh thật là xảo quyệt. Nè, đừng buộc tôi hành động như một kẻ vũ phu. Cô định làm gì? Ăn tươi nuốt sống tôi được chăng? Đừng mong thay đổi tình thế. Nếu cô còn tơ dương với thằng họ Nguyễn
thì Thế Triệt này không dám hứa. Sự nghiệp của hắn và cha cô vẫn bình an vô sự. Được tự tung tự tác bấy lâu mà anh vẫn chưa thỏa mãn sao? Dù tôi có tiêu phí hết gia sản của cha mẹ cô vẫn chưa đủ. Chỉ vì cô, chính cô, trái tim cô đã thuộc về kẻ khác, không còn chỗ cho một người chồng. Từ giờ phút này trở đi, cô sẽ được chăm sóc chặt chẽ trong khu biệt thự xinh đẹp này. Anh biến tôi thành tù nhân, nhưng anh không thể giam hãm tôi suốt cuộc đời này. Cưng yêu, chỉ 24 giờ thôi là đôi ta sẽ cùng bay đi thật xa. Đi đâu? Sang Mỹ. Tại sao tôi không hề hay biết gì cả? Anh là kẻ cướp xảo quyệt. Không khí gia đình cũng cần phải vậy. Có kịch tính chút chút mới vui. Chúng ta cần tha hương để quên đi tình cũ, để cô có dịp xem chồng mình trổ tài cai quản Ngũ Long Đình. Trời ơi, một sản nghiệp lớn của ba tôi để lại bị rơi vào tay anh mà. Cô ngây thơ quá. Hôm qua nó còn là của ba cô, hôm nay nó đã được chuyển sang tên Phạm Thế Triệt là của chúng mình. Phải thông minh lên, phải thông minh chứ bà Phạm Thế Triệt. Rõ ràng anh là kẻ lừa đảo, nhưng tôi hứa sẽ để yên cho anh. Hãy trả tự do cho tôi. Cưng yêu, cưng bắt đầu biết mặt cả bao giờ vậy? Anh muốn được làm chồng đúng nghĩa, vẫn một mực trước sau yêu em, gắn bó với em trọn đời trọn kiếp này. Hãy buông tha tôi. Tôi gian xin anh, tôi lại anh, tôi lại anh mà. Nè, ngoan đi, ngoan đi cưng. Mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa, ngày mai tất cả sẽ đổi mới. Tại sao vậy? Dạ thưa bà, ông Thế Triệt có dặn không ai được phép quấy rầy bà. Mỹ Thường. Thu Phong, anh Hòa có khỏe không? Kìa, sao mày hốt hoảng vậy? Mày đến đúng lúc lắm. Anh Hòa bảo mày đến gặp tao phải không? Nói nhanh lên, Thế Triệt sắp về rồi. Mày đi thật hả? Sao mày biết? Anh Hạo, Thế Triệt đã nhờ bạn anh ấy lo thủ tục xuất cảnh cấp tốc. Anh Hòa, chuyện mày biết không? Tao chưa có nói gì cả. Ê, vào phòng đi, ở đây không có tiện đâu. Thank you.
ra mẹ vẫn chưa đoạn tuyệt với anh ấy. Hèn gì anh cũng như là kẻ mất hồn vậy. Mày đừng trách tao, mai tao đi rồi và không biết bao giờ trở lại quê. Dù lòng tao mãi vẫn dương, tao ra đi cho anh quà tạo dựng hạnh phúc công danh khi tuổi còn xanh. Tao không muốn quà bị bại danh phận vì tao mà anh lỡ dở cuộc đời. Số mệnh do trời, hạnh phúc trong tầm tay, giờ cao chạy xa bay. Tao tin rồi có một ngày anh sẽ tìm được duyên hài. Phong ơi, tao đã nhận tâm bội bạc trong khi hòa hết giả yêu thương. Tao nghĩ rồi đây, xa mặt cách lòng sẽ giúp mày và anh Hòa vơi đi niềm đau khổ. Lẽ nào đêm qua là lần cuối tao gặp được anh ấy? Thu Phong ơi, Nguyễn Hòa đang đợi tao từng phút từng giây. Thế Triệt đã nhẫn tâm cắt hết mọi liên lạc. Mày cần gì, đừng có ngần ngại, hãy tin tao. Tìm cho anh một người yêu nha, một người bạn đời trăm năm. Tao xin nguyện cầu cho anh được hạnh phúc và may mắn. Con quỷ, mày đã hớp hồn ảnh rồi bây giờ giả vờ nhân đạo. Thôi đi, mau mau trang điểm lại cho tươi tắn, sắp đến giờ ra sân bay rồi. Còn đây, bút tích của anh Hòa vô cùng quý giá đối với tao, nhưng tao không thể mang theo đi cùng. Alo, alo. Má đây, con đã không ăn sáng. Trưa rồi, xuống ăn cơm đi con. Làm ơn đừng có ai dùng điện thoại có được hay không? Phong, con làm gì hối hả vậy? Dạ, con đem quà cho anh hai. Nè nè, nó đang trực điện thoại quan trọng, con đâm đầu vào không khéo bị nó la mắng ôm xồm nữa đó. Không sao đâu má. Anh hai, tôi đã nói rồi, tôi không có đói. Đi hết đi. Anh hai à, đừng chờ nữa. Em nói gì? Nè, Mỹ Thường gửi cho anh nè. Anh không tin. Không thể như vậy được. Thank you.
thì em đã rời bỏ quê. Sang bên kia bờ của Đại Tây Dương, em xin tạ lỗi với tấm chân tình nồng đượm thiết tha. Dù tình yêu trong tim chẳng phôi pha mà gạt nước mắt rời bỏ quê nhà. Mỹ Thường ơi, chẳng lẽ bây giờ em còn đùa cợt, hay tình yêu đã phai lạc, tim em không còn hình bóng. Hòa ơi, anh đau khổ khác nào em đau khổ. Chúng ta như sao hôm sao mai chập chờn hấp môi, chưa tìm được nhau thì dối tắt bởi dần đông ló dạng phía bên. Chén biết ly chưa rót mà ai đã dối mời. Em vẫn yêu anh mãi mãi, nhưng biết diễn tả thế nào cho anh hiểu rõ được lòng em. Quả tim khô héo này không còn được rung động bên anh nữa, nhưng suốt đời em sẽ cầu nguyện cho anh. Tình ta mãi là liễu buồn trong gió, bèo trôi trên sông ai ngã thật vô tình. Anh Hòa ơi, em yêu anh chân tình, yêu say đắm chỉ mình anh. Từng ngày qua đọc lại bài thơ thuở xưa anh viết, em vẫn rộn ràng như được kề cận bên anh. Rồi đây em sẽ tha phương cầu thực, chỉ còn thương lại chút ân tình hơi ấm của anh trao. Dù ở đâu em vẫn nhớ về kỷ niệm của thuở ban đầu gặp gỡ, lúc bên nhau sao không biết trân trọng giữ gìn, đến khi dù cõi tầm tay thì mới yêu mới quý. Nếu không nên duyên thì nghĩ chút tình tri kỷ mà tha thứ lỗi cho em. Một lần đi xem như là vĩnh biệt, nhưng bóng hình anh lúc nào cũng khắc đậm trong tim em. Khi chiều xuống đêm lặng lẽ đón tôi về bời qua những tháng ngày tôi học cho lời mẹ ru, ru qua thời gian ru đời tôi cánh chim lạc loài, chim về cuối trời có mỏi đường mây. Âm thầm đứng trong lòng phố có bao người quen với bao người lạ, ôi nụ hoa
mấy ai ngờ tình vội vàng cuộc vàng son đi qua đời tôi cho lòng thêm nhiều mỏi mòn bao lần dấu nụ xin lỗi, cảm phiền cô tìm xe khác. Thu Phong. Mỹ Thường, có phải mày không? Xa cách có bao nhiêu năm đâu mà mày không có nhận ra tao hả? Không phải, tao nghĩ sẽ không dễ được gặp lại mày ở đây. Tao cũng nghĩ như vậy đó. Không có ai đón mày hết sao? Không phải, tao muốn dành bất ngờ cho gia đình tao và cả tao nữa, đúng không? Tao biết, tao biết là không ai có thể trói buộc mày suốt đời mà. Có chứ, một người. Mày vẫn còn nghĩ tới anh ấy à? Tao vừa đưa ba má ra chung thăm ảnh về. Thôi, lên xe đi. Đi. Mày đi khoảng một tháng, anh bỏ nghề báo. Vậy à? Trở lại nơi đã gặp mày lần đầu tiên, anh mở quán, rồi tiêu hao đời mình bằng kỷ niệm tình yêu. Vậy sao? Tự do rồi, chắc cuộc sống của mày lại bay bổng, thú vị như xưa chứ. Mày có tin là tao chỉ đủ tiền mua một cái vé máy bay về đây không? Sao? Sao trong nhiều thư mày đã viết ngập tràn hạnh phúc? Thế triệt buộc tao phải viết như vậy đó. Tao đâu có ngờ hắn mù quáng lao vào những cuộc săn tiền không từ một thủ đoạn nào cả. Mày nhu nhược lắm. Nhưng thôi đi, trốn thoát về đây là may mắn lắm rồi. Ê, liệu hắn có bám theo nữa không? Hắn làm ăn phi pháp, tập hợp bọn đàn em bảo kê cho các vũ trường đó, tranh giành quyền lợi rồi bị thanh toán. Quả báo, đúng là quả báo. Tiếc rằng tao như cánh chim đã trúng tên độc. Mỹ Thường à, có khi nào mày nghĩ là sẽ gặp lại anh hai của tao không? Nguyễn Hòa, còn duyên
sẽ gặp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.